Sư giảng bài kinh số 18 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay là bài kinh Mật Hoàn, gọi là kinh Bánh Mật. Và nội dung bài kinh Đức Phật dạy: Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Thích Ca tại Ca Tỳ Na Vệ ở vườn Nirodha Rama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đáp y, cầm y bát vào thành Kapinavatthu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapinavatthu, khi ăn xong trên đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Nâm để nghỉ trưa. Sau khi đi vào rừng Đại Nâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây. Lúc ấy có vị cầm gậy Sakka, một vị gậy cầm tay thuộc dòng họ, thuộc dòng tộc Thích Ca, kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Nâm, đi sâu vào ngôi rừng, đến tại Benuvanathika, chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói nên những lời hỏi thăm, xã giao thân hữu, rồi đứng một bên, dựa trên cây gậy, đứng một bên, cầm gậy Sakka, nói với Thế Tôn: Sa môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những gì? Này hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới với chư thiên và Mara Phạm Thiên cùng với các chúng Sa Môn, Bà Nam Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận với ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh. Vị Bà Nam Môn sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá được đoạn diệt, không có tham ái với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Sakka nắc đầu, niếm lưỡi với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi bỏ đi. Đây là cái đoạn đầu mà Đức, cái nguyên nhân mà Đức Phật nói nên cái bài kinh này. Thì ở thời thời cổ xưa, cái văn hóa Ấn Độ là hay có cái phong trào là tranh luận với nhau. Thế mà một cái tôn giáo nào hay một cái tư tưởng nào mà được lưu truyền ở trong dân gian, thì những cái vị mà muốn phát huy, phát triển, muốn quảng bá cái tư tưởng của mình, cái tôn giáo của mình đến với đông đảo mọi người, thì cái vị đấy phải tham gia những cái cuộc luận chiến đối với những tư tưởng khác, đối với những cái ngoại đạo khác. Và các cái vị đạo sĩ ở các cái tôn giáo, các tư tưởng ấy, có thể người ta sẽ đi ngao du, sẽ đi du hành khắp nơi trong thiên hạ. Và người ta đến, người ta gặp bất cứ một cái vị sa môn, bà la môn nào, người ta cũng sẽ có những cái lời thách đấu, hay là gợi ý những cái cuộc tham chiến bằng cái sự tranh luận. Thì trong những cái quá trình tranh luận đấy, rồi nếu như cái tư tưởng nào ấy mà bị đuối lý, tức là không đủ lý luận, không đủ cái sự lập luận, không chứng tỏ được cái con đường của mình, cái tư tưởng của mình là cao thượng, là chân lý, là chính xác, là sự thật, thì cái tư tưởng đấy, cái tôn giáo đấy sẽ bị rụi tàn, bởi vì đại đa số quần chúng nhân dân ấy, người ta sẽ theo cái quan điểm của cái người thắng cuộc, và những cái, vì vậy cho nên là cái phong trào mà để mà có cái sự tranh luận rất là cao ở Ấn Độ thời bấy giờ. Ngay cả Đức Phật cũng đã từng phải tham chiến nhiều cái cuộc luận chiến đối với ngoại đạo. Nhiều người, người ta đến, người ta sẵn sàng luận chiến với Đức Phật. Tuy nhiên là Đức Phật thì chưa bao giờ bị thua trong bất cứ một cái cuộc luận chiến nào. Bất cứ một cái người ngoại đạo nào, một cái vị du sĩ nào đến để tranh luận với Đức Phật về những cái quan điểm, về những cái tư tưởng, thì đều bị khuất phục. Đức Phật đều chỉ dùng lời nói một vài câu thôi. Chỉ dùng lời nói một vài câu là đã có thể khiến cho những cái du sĩ đấy phải đầu hàng và thua cuộc, bỏ chạy. Hoặc là có những vị nhờ cái luận chiến như vậy, các vị ấy lại hiểu ra được chân lý. Cũng có những vị nhờ vậy mà bỏ cái
tà đạo mà đi theo cái tôn giáo đạo Phật thời bấy giờ. Nhưng có một cái người du sĩ đến hỏi Đức Phật là về nhiều những cái vấn đề, như là hỏi về cái vấn đề liên quan đến sông Hằng. Sa-môn Gotama ông có tắm ở sông Hằng không? Hay là các vị ấy có hỏi là nếu bây giờ cái gì là sông Hằng, nước là sông Hằng hay cát là sông Hằng? Thì Đức Phật chỉ nói lên một cái câu là hãy bỏ nước sang một bên, bỏ cát sang một bên thì ông được cái gì. Và có những cái vị du sĩ chỉ có một câu hỏi, chỉ một câu nói của Đức Phật đã khiến cho các vị ấy không biết trả lời cách nào và bỏ chạy. Và rất là nhiều người như thế trong những cái quan điểm thì sống ở trên đời, cái các cái tư tưởng thì rất là phong phú, rất là khác nhau, nhưng mà có hai cái tư tưởng thường hay có cái sự đối lập nhau, mâu thuẫn nhau, và nó cái sự mâu thuẫn đấy nó kéo dài từ ngàn xưa cho đến nay và cho đến mãi mãi về sau nữa cũng không bao giờ có được một cái quan điểm chung. Đó chính là những cái tư tưởng về chấp thường và chấp đoạn. Là cái tư tưởng chấp thường là có những cái quan điểm cho rằng sẽ có một cái linh hồn sẽ tồn tại vĩnh hằng, vĩnh viễn, vĩnh cửu, và có những cái cõi sống vĩnh hằng, vĩnh viễn, vĩnh cửu, có những cái vị thượng đế có thể hóa tạo chủ, có thể là hóa sinh ra tất cả mọi thứ vạn vật ở trên thế gian này. Đấy là có một cái quan điểm gọi là chấp thường, và một cái quan điểm cho rằng chấp đoạn, cho rằng chết rồi là hết, không có cái gì hiện hữu ở trên đời. Sau khi mọi thứ trên đời này nó sinh ra đều là do ngẫu nhiên, rồi nó ngẫu nhiên chết đi, không có dựa theo bất cứ một cái quy luật nào ở trên thế gian cả. Thì đấy là những cái sự tranh luận ở trên cuộc đời, bởi vì mỗi người theo một cái tư tưởng khác nhau, mỗi người có những cái quan điểm, có những cái học thuyết, có những cái cách sống khác nhau, và ai cũng cho rằng tư tưởng của mình là đúng. Và ai cũng cho rằng cái tư tưởng của mình là cao, ai cũng cho rằng cái pháp của mình mới là chân lý, mới là sự thật. Thì cũng có những cái bài kinh thì có nhiều cái du sĩ ngoại đạo cũng đến tranh luận về những cái chân lý, những cái sự thật như thế. Hoặc là Đức Phật cũng có nhiều lần dạy các vị tỳ kheo là nếu như mà có những cái sự tranh luận nói rằng cái tư tưởng này là đúng là sai, là cứu cánh, thì lúc đấy chỉ cần hỏi lại các vị ấy rằng là cái cứu cánh là một hay là nhiều, thì đương nhiên là cứu cánh hay chân lý chỉ có một mà thôi. Tức là cái gì mà nó là cái sự chân lý tột cùng thì nó chỉ có một chứ không bao giờ có hai. Thế thì cái chân lý ấy nó có ở cái người có tham hay là người không có tham? Thì đương nhiên là một cái người mà hiểu chân lý, giác ngộ chân lý phải là cái người vô tham. Hay là cái chân lý là nó có sân, có si hay là vô sân, vô si? Thì đương nhiên cái người đấy mà hiểu chân lý hay là cái người đấy chứng đạt chân lý, chứng ngộ chân lý, thì cái người đấy đương nhiên phải là cái vô tham, vô sân, vô si. Vậy thì sống ở trên đời cái tư tưởng nào, cái quan điểm nào, cái giáo thuyết nào đi đến vô tham, vô sân, vô si, thì cái quan điểm đấy, cái giáo thuyết đấy là sự thật, là chân lý. Còn những cái quan điểm nào, những tư tưởng nào nó chỉ tăng thêm cái ngã mạn, tăng thêm những cái kiết sử, tăng thêm những cái sân hận, tăng thêm những cái tà kiến si mê, tăng thêm cái tham ái chấp thủ, thì cái quan điểm đấy là tà kiến, là tà luận, là không đáng để tranh luận ở đời. Vì vậy nên là những cái pháp tranh luận ở trên đời thì nó chỉ để tăng thêm cái bản ngã hơn thua, tức là muốn thể hiện là mình cao hơn, mình quan trọng hơn. Rồi là có cái sự hơn thua thì nó có cái sự ngã mạn. Khi mà hơn thì sinh ra cái sự tự hào, tự mãn. Còn cái người mà thua thì sinh ra cái sự hiềm hận, oán giận, tức tối, bực bội, buồn phiền. Thì vì vậy cho nên là Đức Phật không chủ trương là tham gia vào những cái cuộc tranh luận ở trên đời. Sống không cần phải tranh luận với ai. Để những cái người càng tranh luận thì nó càng sinh ra những cái kiết sử, nó càng sinh ra những cái phiền não. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là không có tranh luận với ai. Ta dạy cái pháp mà không có tranh luận với ai ở đời thì các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà La Môn. Một cái người mà càng tranh luận thì càng sinh ra nhiều những cái ảo, những cái tưởng, những cái kiết sử, những cái phiền não, những cái ảo tưởng. Tức là cái tưởng ở đây chính là những cái sự vô minh,
những cái sự mê nầm. Còn những cái người mà có trí tuệ, những cái người mà giác ngộ thức tỉnh, thì những cái người đấy sẽ thoát khỏi những cái tưởng, người đấy sẽ là hiểu được những cái trí tuệ, những cái sự thật. Thì những cái người đấy sẽ thấy không có cái gì là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì không có cái gì đáng để tranh luận, để hơn thua với ai ở đời. Không có kẻ thắng, không có người thua trong tất cả những cái cuộc đấu tranh, những cái cuộc luận tranh, những cái cuộc chiến tranh. Đấy, mà nó chỉ là những tất cả những cái cuộc luận tranh, đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, hơn thua đấu đá, những cái sự tàn sát nhau ở trên đời, chỉ có là cái sự đau khổ, chiến đấu với đau khổ, sân hận chiến đấu với sân hận, si mê chiến đấu với si mê, nầm tưởng chiến đấu với cái nầm tưởng, rồi nó chỉ đi đến cái sự hỗn loạn và càng đau khổ thêm mà thôi. Thế còn một cái người thoát khổ đau thì cái người đấy không có tham gia vào cái sự đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh nhau ở trên đời. Thì đấy là những cái chuộc luận chiến hay là cái đấu tranh, nó chỉ là những cái, nó chỉ làm tăng trưởng những cái phiền não, nhưng mà những cái điều đó còn rất là nhỏ bé ở trên đời. Thì từ những cái luận tranh luận đấy nó không đi đến cái sự thống nhất hòa hợp, nó làm tăng trưởng thêm cái sự chia rẽ, làm tăng trưởng thêm cái sự hận thù, rồi nó lại sinh ra những cái cuộc chiến tranh, rồi nó sinh ra cái sự đấu tranh và sinh ra cái sự tàn sát lẫn nhau, thì chỉ tăng trưởng thêm khổ đau. Nó là những cái nguyên nhân tạo ra những cái khổ đau trên cuộc đời này. Vì vậy nên là Đức Phật mới nói là ta giảng cái pháp không tranh luận với ai ở đời, thì vì ấy không bị những cái tưởng nó ám ảnh, không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, và mọi hối quá được đoạn diệt, không có tham ái với hữu hay là phi hữu, không có tham ái với cái sự hiện hữu hay là phi hữu. Ở đây nó là không bị vướng vào cái chấp thường hay chấp đoạn. Một chấp thủ vào là có cái sự thường hằng thì cũng là cái sự tham ái, và đó cũng là một cái tà kiến. Còn phi hữu là cái chấp đoạn thì không có cái sự tồn tại, không có nhân quả, không có đời này đời sau, thì đấy cũng là một cái tà kiến. Thì người ta càng tham gia tranh luận nhiều, người ta càng sinh ra cái tà kiến nhiều. Đó là hai cái hệ tư tưởng mà không bao giờ có thể có được cái sự đồng thuận với nhau. Đó là cái hiện hữu và phi hữu này. Thế đấy là, và Đức Phật dạy rằng đợi này hiền giả, như vậy đấy là quan điểm của ta, đây là lời dạy của ta. Khi Đức Phật nói nên những cái lời dạy như thế này, rất là trừu tượng, rất là vắn tắt, rất là sô tích, rất là cái sự xúc tích và cô đọng. Một cái giáo pháp rất là thâm sâu, Đức Phật chỉ nói trong một vài câu ngắn ngủi. Thì lúc này cái vị du sĩ ngoại đạo cầm tay này, nghe không hiểu một tí gì hết. Tất cả những cái lời đấy của Đức Phật, vị này nghe và không hiểu được một cái gì. Chỉ thấy nó rất là thâm sâu, rất là trừu tượng, rất là khó hiểu. Và vị ấy gậy cầm tay Sakka đã nắc đầu, niếm lưỡi, trên trán nổi lên ba đường nhăn, rồi chống gậy và bỏ đi. Không còn gì để nói, không còn gì để tranh luận, và không biết nói gì, không biết hỏi gì nữa. Vì Đức Phật cũng không muốn là mất thời gian tranh luận với vị này. Vì Đức Phật cũng biết là cái vị này cũng không thể, là cái người không có giác ngộ, không có hóa độ, không có tiếp thu được những cái pháp chân chánh, nên cũng không mất thời gian mà phải tiếp chuyện với vị đó, mà phải tranh luận với vị đó. Còn nếu như Đức Phật biết rằng là cái vị này có đủ cái nhân duyên để có thể nghe được pháp, để có thể giác ngộ và chấp nhận, khởi lên được cái niềm tin trong giáo pháp, thì Đức Phật đã không giảng, đã không nói một cái cách nó trừu tượng vắn tắt ngắn gọn như thế, mà Đức Phật đã tận tình cặn kẽ chỉ dạy một cách có hệ thống để cho cái vị đó có thể giác ngộ được. Nhưng mà Đức Phật biết trước là cái vị này không tiếp thu, không có thể nào có cái sự tiến bộ gì trong giáo pháp này, không có cái duyên gì, không có cái duyên này gì trong giáo pháp này. Cho nên Đức Phật chỉ cần nói thế thôi, nói thế là vị ấy bỏ đi, đỡ mất thời gian phải nói chuyện nhiều. Thì rồi khi vị đó bỏ đi rồi, Đức Thế Tôn vào buổi chiều từ trong thiền tịnh động cư đứng dậy, đi đến vườn Niroda. Khi đến xong, ngồi chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Chư tỳ kheo, ở đây ta vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào thành khất thực,
Sau khi cất thực ăn xong trên đường trở về, ta đến Đại Nâm để nghỉ trưa. Ở đấy có một vị gậy cầm tay, dòng họ Thích Ca kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ đến tại rừng, đi sâu vào rừng đến tại chỗ ta. Đến xong nói lên những lời hỏi thăm xã giao rồi ngồi đứng một bên, gậy cầm tay nói với ta như sau: Sa môn có quan điểm gì, giảng thuyết những gì? Thế thì kheo được hỏi vậy, ta trả lời gậy cầm tay: Sắc ca này hiền giả, theo lời dạy của ta trong thế giới chư thiên vạn thiên, các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người không có tranh luận với ai ở đời. Các tưởng sẽ không bị ám ảnh vị bà la môn, sống không bị dục triền phược, không bị nghi ngờ, do dự hối quá, đoạn diệt, do không có tham ái với hiện hữu và phi hữu, này hiền giả. Như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời dạy của ta. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Sắc ca nắc đầu niếm lưỡi với ba đường chán nổi lên ba với chán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi bỏ đi. Khi mà Đức Phật nói với các vị tỳ kheo như vậy thì các vị tỳ kheo cũng không hiểu gì. Đây là một, cũng là một cái lời nói Đức Phật nói nặng với các vị tỳ kheo, thì cũng là một cái lời rất trừu tượng, rất là thâm sâu, có rất nhiều ẩn ý ở trong đấy. Và các vị tỳ kheo đã hỏi lại Đức Phật. Khi nói nghe nói vậy, một vị tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Đức Thế Tôn nói rằng trong thế giới này với chư thiên, phạm thiên, các sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người không có tranh luận với ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh. Thế Tôn, vị đã sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ, do dự với mọi hối quá niệm diệt, không có tham ái đối với hiện hữu và phi hữu. Này các tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người, không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thụ. Thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi ngờ tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trược, chấp kiến, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ni gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây những ác bất thiện pháp đều được tiêu diệt không còn dư tả. Thì đấy là một cái câu trả lời của Đức Phật. Cái câu này lại còn trừu tượng hơn nữa, và còn thâm sâu hơn, còn rất nhiều ẩn ý hơn nữa. Đức Phật cũng nói lại những cái lời như vậy. Ở đây, nếu ở đây một số hí luận vọng tưởng, bất cứ một cái nhân duyên gì khiến một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người, một cái nhân duyên gì khiến cho những cái hí luận vọng tưởng ấy ám ảnh một người, tức là một cái nhân duyên gì nó khiến cho những cái hí luận này, những cái vọng tưởng này nó khởi lên, thì ở đây là do chỉ có là những cái người gọi là vô văn phàm phu, không được yết kiến các bậc thánh, không thuần thục các bậc thánh, không tu tập pháp của các bậc thánh, thì những cái người ấy mới có những cái nhân duyên, mới tạo ra những cái nhân duyên cho những cái hí luận vọng tưởng này nó khởi lên, rồi mới đi tham gia những cái cuộc cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, cạnh tranh nhau. Chứ nếu đó là một cái vị Đa Văn Thánh đệ tử của Đức Phật thì cái vị đấy sẽ không có bị những cái vọng tưởng, những cái tư tưởng, hay là không bị những cái ám ảnh bởi những cái lý hí luận vọng tưởng này, nó không có khởi lên đối với lại một cái người có cái sự tu tập trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là trong pháp của Đức Phật thì không bao giờ nói những cái lời thừa thãi, không bao giờ nói những cái lời vô ích. Đức Phật chỉ dạy là thế, là đệ tử của Như Lai gặp nhau chỉ có mỗi hai việc phải làm: một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh, tức là im lặng thánh thiện. Một là mình có thể trao đổi với nhau về Phật pháp, trao đổi với nhau về Phật pháp chỉ là để giải những cái hoài nghi, chỉ là để trao truyền những cái những cái kiến thức, hoặc là chỉ là để khai mở những cái trí tuệ cho nhau, chứ không phải là để tranh luận hơn thua. Tức là đệ tử của Đức Phật thì ngồi với nhau đàm luận về Phật pháp, không bao giờ để chứng tỏ rằng tôi là cái đúng, ông là sai, tôi mới là cái người giỏi, ông là người dốt. Không bao giờ trong cái sự đàm luận ấy là không bao giờ có cái sự tránh tranh luận tranh, cạnh tranh đấu tranh nhau, không bao giờ có cái sự hơn thua, không bao giờ muốn chứng tỏ cái sự cao thấp với nhau, mà trong cái sự đàm luận về Phật pháp chỉ là để giảng giải những cái kiến thức hay là trao truyền lại cái giáo pháp
cho người này, cho người kia, để cùng nhau hiểu, hay là còn gọi là cái kiến kiến hòa đồng giải, tức là cùng nhau hiểu cái giáo pháp, để cùng có một cái tư tưởng, cùng có cái chánh kiến như nhau, để sống với nhau có cái sự hòa hợp, chứ không có cái sự hơn thua, chia rẽ, đấu đá nhau về cái sự đàm luận về Phật Pháp. Nên là có cái sự đàm luận về Phật Pháp, nhưng không bao giờ có sự mâu thuẫn, hơn thua ở trong đấy. Thế là có thể làm một cái việc đàm luận về Phật Pháp. Hai là giữ sự im lặng thánh thiện, đó là giữ cái chánh niệm tỉnh giác, thực hành những cái pháp thiền trì quán. Thì trong cái quá trình một cái người tu tập thực hành những cái pháp thiền trì quán, hay là thực hành những cái pháp bát chánh đạo, thì càng ngày thì cái vị đấy càng trở nên sống độc cư, sống im lặng, sống viễn ni, sống ly tham, sống buông xả, và vị ấy càng ngày càng phát triển được cái chánh niệm, phát triển được cái nhất tâm, phát triển được chánh trí, đi đến cái sự tự tại, đi đến cái sự giải thoát, chứ không có tham gia vào những cái hí luận, những cái tranh luận với ai ở đời. Không phải là mình học cái pháp này để mình đi tranh luận với người khác, để chứng tỏ rằng là mình có cái biện luận giỏi, để có cái sự hơn thua với người. Không phải là mình học cái pháp này mà để đi đấu tranh, tham gia những cuộc luận chiến đối với người trong đạo hay ngoài đạo gì hết. Không có cái tư tưởng đấy. Cái pháp của Đức Phật không có chú trọng, không có giảng dạy nghĩa tư tưởng là một cái người là phải đi luận chiến, đi tham gia biện luận, tranh chấp với ai. Nhưng mà cái thời đấy ở bên Ấn Độ thì cái tư tưởng hay là cái văn hóa về cái luận tranh này, tranh luận hay là luận chiến này rất là phát triển rầm rộ ở khắp mọi nơi. Nhất là sau này khi mà mấy trăm năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, lúc đấy chia trong giáo hội chia làm hai hệ, đó là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Thì trong đó có cái hệ đại chúng bộ hay là hệ phái. Đại chúng bộ là những hệ của các vị tỳ kheo trẻ có cái tinh thần dấn thân nhập thế, và hay có cái tinh thần đó là phát triển Phật Pháp, lan tỏa Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp đi đến khắp nơi, khắp mọi vùng miền. Thì sẽ những cái tư tưởng đấy, thì các vị sư mà thuộc về đại chúng bộ này là những cái người vô cùng hăng hái, tích cực tham gia vào những cái cuộc luận chiến, vào những cái cuộc tranh luận biện luận. Nếu như mà học về lịch sử phát triển bộ phái và sau này hình thành nên hệ phái đại thừa, thì các cái kinh điển hay là các cái bộ luận đại thừa, hay là các cái vị luận sư nổi tiếng mà đã hình thành nên những cái hệ phái đó, đều là những cái nhà biện luận, đều là những cái người rất nổi tiếng trong xã hội thời bấy giờ. Mà nổi tiếng ở đây là nổi tiếng về cái lĩnh vực tranh luận, nổi tiếng về cái lĩnh vực luận chiến, biện luận. Và trong những cái cuộc luận chiến đấy, đôi khi người ta đề ra những cái quy luật với nhau. Ví dụ như là trong hai cái hệ phái, hai cái tư tưởng, hai cái tôn giáo này phải cử ra mỗi bên là một cái người luận chiến với nhau, xây nên những cái nơi, những cái tòa nhà để cho các vị ấy ngồi lên cái bàn luận chiến, và có đầy đủ các cái bậc vua quan đại thần và dân chúng đến đấy để tham gia, để tham dự những cái cuộc luận chiến của các cái vị luận sư nổi tiếng thời bấy giờ. Và hầu như là các cái vị luận sư nổi tiếng trong hệ Phật giáo đại chúng bộ thời bấy giờ đều là những cái vị rất là tích cực, hăng hái tham gia vào những cái pháp môn với cái pháp luận tranh luận ở đời này, luận chiến. Và các cái vậy, vậy cho nên là các cái hệ tư tưởng kinh điển phát triển có một cái đặc thù, đó là có những cái lập luận hay là có những cái lý luận rất là trau chuốt, rất là nghe rất là sâu sắc, nghe rất là có những cái nó rất là trừu tượng và khiến cho một cái người khác không hiểu đâu, không sao mà hiểu ra được vấn đề đấy. Đấy là những cái tư tưởng luận chiến đã phát triển lên một cái mức độ rất cao thời sau này, thậm chí sau Đức Phật nhập Niết Bàn hàng nghìn năm sau rồi, những cái pháp môn, những cái hệ tư tưởng tranh luận này, luận chiến này vẫn còn
vẫn còn được lưu truyền. Ví dụ như sau này có bị đường Tam Tạng của bên của nhà Đường ấy, sang Tây Trúc Thịnh Kinh ấy. Nhưng mà trong lịch sử ấy là khi mà đường Tam Tạng sang cái đại học Nananda và học pháp ở đấy, rồi cũng trở thành một cái vị luận sư rất nổi tiếng ở bên Ấn Độ thời bấy giờ, và cũng đã tham gia những cái cuộc luận chiến, những cái cuộc tranh luận nổi tiếng khắp cái xứ Ấn Độ thời đấy. Thế thì đến ngay cả đến những cái thời như thế mà cái phong trào tranh luận với nhau ở đời vẫn còn rất là nan rộng, vẫn là phát triển rầm rộ. Cho nên là trong Phật giáo phát triển sau này còn có phát sinh ra những cái pháp như là logic học hay còn gọi là nhân minh học. Đấy là một trong những cái pháp gọi là logic học sớm nhất của loài người. Tức là cái pháp đấy là cái pháp chỉ để những cái quy luật luận chiến hay là tranh luận với nhau phải là có những cái quy luật rằng cụ thể rõ ràng. Thì đấy là vì cái văn hóa của người Ấn Độ thời đấy là ưa thích tranh luận như vậy, ưa thích biện luận như vậy, và có cái sự hơn thua rất là cao như vậy. Còn cái tư tưởng của Đức Phật cũng không có ưa thích những cái cuộc tranh luận phù phiếm vô ích, không có lợi ích, vì những cái cuộc tranh luận như thế chỉ làm ám ảnh những cái triền phược, nó trở nên ám ảnh hơn. Hí luận vọng tưởng làm ám ảnh một người. Nếu như ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, vì những cái tranh luận như thế không có những cái lợi ích gì, thì Đức Phật không cần tranh luận. Nếu như biết rằng là những cái cuộc tranh luận đấy là cần thiết, có mang lại cái lợi ích gì đấy, có thể khai sáng cho một cái người nào đấy, có thể tế độ được người ta từ bỏ những cái tà kiến đó, thì Đức Phật mới tham gia những cái cuộc tranh luận đấy. Cho nên là trong thời Đức Phật cũng tham gia nhiều cuộc luận chiến, và hay là Tôn giả Xá Lợi Phất, và tất cả những cuộc luận chiến đấy thì Đức Phật đều nhiếp phục được những cái người ngoại đạo, những người có cái tư tưởng đi tranh luận ở đời đó. Còn những cái người nào mà Đức Phật biết rằng là những cái cuộc tranh luận với họ chẳng đem lại cái lợi ích gì, đó chỉ là phù phiếm, đó chỉ là hí luận, nó chỉ làm ám ảnh, nó chỉ làm tăng trưởng những cái phiền não, thì không cần thiết, thì cần phải tránh xa những cái lý luận vọng tưởng đó. Và ở đây không có gì đáng đón mừng, đáng chấp thủ. Như vậy là đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, đoạn tận kiến tùy miên, đoạn tận nghi tùy miên, đoạn tận mạn tùy miên, đoạn tận hữu tham tùy miên, đoạn tận vô minh tùy miên. Thì khi mà Đức Phật nói nên cái quan điểm như thế này xong, thì Đức Phật đi vào tịnh xá. Và lúc đấy các vị tỳ kheo cũng không hiểu gì, tức là những cái lời dạy này cũng rất là sâu sắc và trừu tượng. Thì các vị tỳ kheo lại, Đức Phật thuyết giảng như vậy xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy, bước vào tịnh xá. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các vị tỳ kheo ấy suy nghĩ, Thế Tôn khi nói nên những lời dạy vắn tắt cho chúng ta đã không giải thích rộng ra ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì không ẩn tư tản. Rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ, nay có Tôn giả Maha Kakkana, tức là Tôn giả Đại Ca Chiên Diên, là vị được Thế Tôn tán dương, được các vị đồng phạm hạnh có chí kính trọng. Tôn giả Maha Kakkana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời dạy này, được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Maha Kakkana ở. Sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Tôn giả Maha Kakkana ý nghĩa này. Rồi những tỳ kheo ấy đến chỗ Tôn giả Maha Kakkana ở, đến nơi nói lên những cái lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao với Tôn giả Maha Kakkana, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các vị tỳ kheo ấy nói với Tôn giả Maha Kakkana, Thế Tôn sau này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên những lời giải tóm tắt và không giải thích ý nghĩa rõ ràng, đã từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi vào tịnh xá. Và các vị tỳ kheo ấy đã nói nên những cái bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói. Và lúc đấy Tôn giả Maha Kakkana nói với các vị tỳ kheo ấy như sau, chư hiền, cũng như một cái người ưa thích nõi cây, tìm cầu nõi cây, đi khắp mọi nơi tìm nõi cây, đến một cây to lớn đứng thẳng có nõi cây,
Người này bỏ qua rễ cây, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm nõi cây ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn. Quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên. Vị thuyết giả, vị diễn giả đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử là pháp chủ như nay. Quý vị hãy tùy thời mà hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị hãy thọ trì. Thì đây là cái sự khiêm tốn của Tôn giả Mahakakkhana. Thì lúc đầu các vị tỳ kheo đến thì nhờ Tôn giả Mahakakkhana giảng giải rộng rãi, chi tiết rõ ràng tỉ mỉ những cái ý nghĩa thâm sâu trong cái bài kinh, bài pháp của Đức Phật. Thì Tôn giả Mahakakkhana đã có một cái cách từ chối khéo léo, nói rằng các vị nên tìm nõi cây, nên đi tìm cái cành lá. Bởi vì là Tôn giả Mahakakkhana biết rằng giữa mình với Thế Tôn có một cái khoảng cách rất xa. Mặc dù Tôn giả Mahakakkhana là một cái vị nghị luận, là một cái người biện tài, có cái biện tài nghị luận đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật, đã được Đức Phật tán dương tán thán rất nhiều lần, là một bậc A-la-hán. Nhưng mà cái trí tuệ của một bậc A-la-hán với một Đức Phật chánh đẳng giác là khác nhau một trời một vực. Vì vậy nên là khi các vị tỳ kheo đến hỏi Tôn giả Mahakakkhana thì Tôn giả Mahakakkhana đã có cái sự khiêm tốn, đã có cái sự từ chối một cách rất là nhã nhặn như thế. Vì những cái điều đó thì phải nên hỏi Đức Thế Tôn, chứ không nên hỏi một cái vị thanh văn như Tôn giả Mahakakkhana. Nhưng mà các vị tỳ kheo vẫn năn nỉ, vẫn nài nỉ rằng hiền giả Mahakakkhana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành phạm thiên. Vị thuyết giả, vị diễn giả đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ là đấng như nay. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này, nhưng những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Mahakakkhana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakakkhana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng của Đức Thế Tôn, nói nên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Tôn giả Mahakakkhana hãy giải thích không có sự gì bất kính. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa vâng hiền giả, các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakakkhana, và Tôn giả Mahakakkhana thuyết như sau. Chư hiền Thế Tôn nói nên một cách vắn tắt lời dạy này và đã đi vào tịnh xá. Chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn như sau. Chư hiền, do nhân con mắt và các pháp nhãn thức khởi nên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc nên có thọ. Những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thời có hí luận. Do hí luận ấy làm nhân, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người. Đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện tại. Đấy là một cái lời giải thích về một cái khía cạnh đầu tiên của cái ý nghĩa mà do nhân duyên nào mà khiến cho các cái hí luận vọng tưởng nó khởi lên. Tại sao có các cái hí luận vọng tưởng khởi lên? Tại sao trên đời này có nhiều cái tư tưởng khác nhau như thế? Tại sao có nhiều cái sự tại sao khi mà con người với con người cứ nói chuyện với nhau là tranh luận với nhau, là cãi nhau, là mâu thuẫn với nhau? Bởi vì ai cũng cho rằng cái sự hiểu biết của tôi là đúng, quan điểm của tôi là đúng, tư tưởng của tôi là đúng, và không có được cái sự đồng nhất nào. Nguyên nhân là cái gì? Tất cả những cái điều đấy đều là do con người có những cái tưởng chi sai lầm. Ví dụ như là con người ta có cái tưởng chi vị ấy tưởng chi đất là đất, tức là vị ấy tưởng chi cái tự ngã này, vị ấy tưởng chi là nó có cái tự ngã của ta, là ta là tự ngã của ta. Thì vị ấy tưởng chi địa đại là địa đại, do tưởng chi địa đại là địa đại, vị ấy đối chiếu tự ngã với địa đại, vị ấy dục hỉ địa đại, vị ấy là một cái người không tuệ chi hay không liễu chi được cái địa đại, hay là cũng thủy đại, hỏa đại, phong đại cũng như thế, là một cái người đấy không tuệ chi ra được cái thân của mình, nó là cái gì, không tuệ chi ra được những cái tư tưởng của mình, không tuệ chi ra được những cái tâm thức của mình, tức là không thấy được các cái sự thật mà luôn luôn đã chỉ thấy trên cái tưởng.
Tức là trên cái tưởng là do cái con mắt nó nhìn những cái cảnh vật ở bên ngoài, rồi là mình chấp trước, ngay mình chấp trước là có con mắt này là của tôi, là tôi là tự ngã của tôi. Cái cảnh sắc ở bên ngoài ấy, vị đấy cũng chấp trước cái cảnh sắc này là có cái sự khả ái, có cái sự hấp dẫn. Ví dụ như là tất cả những cái cảnh đấy, nếu sự thật của nó thì nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Nhưng mà một cái chỉ một cái người có trí tuệ thì mới thấy ra được những cái sự thật đấy. Còn lại những cái người không có cái chánh kiến, không có cái trí tuệ chân chánh thì vị đó chỉ thấy những cái cảnh sắc đấy, nó là thường, nó là lạc, nó là ngã, nó là tịnh, thì đấy được gọi là điên đảo vọng tưởng. Từ cái nó luôn luôn sinh diệt nên nó là vô thường thì vị đấy lại cứ nghĩ là nó tồn tại mãi mãi, nó thường. Còn cái mà nó luôn nó khổ thì vị ấy tưởng nó là lạc, cái nó không có tự ngã vị ấy tưởng có tự ngã, cái nó là bất tịnh hôi thối thì vị ấy tưởng nó là đẹp đẽ thơm tho. Cho nên mới sinh ra những cái tham ái, cho nên là sinh ra những cái chấp trước, cho nên là mới sinh ra nhiều cái tà kiến, những cái mê lầm khác ở trên cuộc đời này. Thì vì vậy cho nên là để mà nhìn những cái cảnh vật ở trên cuộc đời này, mỗi người sẽ có một cái tưởng khác nhau. Tức là một cái người bây giờ, một cái người thầy giáo mà cho một cái lớp học sinh là hãy nhìn lên trên trời ấy, rồi diễn tả những cái đám mây kia, xem cái đám mây kia nó có hình thù như thế nào, hình dạng như thế nào, thì mỗi một cái đứa nó sẽ tưởng tượng ra một cách khác nhau, nó sẽ viết ra một cái bài văn khác nhau. Có những đứa thì nó vẽ cái đám mây kia nó giống như hình con chó, cái đứa thì nó lại vẽ là cái đám mây đấy nó vẽ nó là hình người, hình voi, hình ngựa, hình chuột, hay là giống như là một cái ông vua ông bắt một hội người mù về, ông cho rờ con voi. Thì người thì rờ vào vòi, người rờ chân, người rờ bụng, người rờ tai. Cho nên là mỗi người, người thì nói là con voi nó giống như cái chổi, có người nói là con voi nó giống cái cột nhà, người là con nói là con voi nó giống cái quạt, người nói con voi nó giống như là cái quả trống. Thì cũng như vậy, cũng là những cái cảnh vật nhìn ở trên cuộc đời này, mỗi người sẽ diễn tả một cách khác nhau. Có người nói cái cảnh đấy là đẹp, có người nói mà nó xấu, có người nói là nó không đẹp, nó không xấu. Vậy thì đấy là cái tưởng của con người, do con mắt tiếp xúc với những cái cảnh sắc không thấy được các cái sự thật của nó, và mỗi người sẽ có những cái tưởng khác nhau. Cho nên là có cái sự tiếp xúc thì có thọ, thì có thọ thì có tưởng, có cái sự tiếp xúc này nó sinh ra những cái cảm nhận khác nhau mà. Cho nên là mỗi người sinh ra một cái tưởng. Ví dụ như bây giờ mình nhắm mắt vào, có một cái người khác này đưa con rắn này cho chạm vào người mình rồi hỏi cái gì đây. Thì có những cái người ấy, thì không có nhận ra đó là con rắn, thì bảo là chắc nó là một cái vật gì đó, nó là một cái bàn tay. Có người thì lại nói nó, mỗi người sẽ diễn tả nó là một cái hình dạng, một cái con vật khác nhau. Bởi vì một cái người không có cái con mắt trí tuệ, không nhìn thấy sự thật thì bắt đầu sinh ra những cái ảo tưởng, thì bắt đầu sinh ra những cái mê nở. Thì trên cái cuộc đời này có nhiều cái tư tưởng là cũng thế, mỗi người diễn tả diễn đạt một cái tư tưởng khác nhau, và ai cũng cho rằng cái tư tưởng của mình là đúng, cho nên là sinh ra cái sự tranh cãi lẫn nhau. Vậy thì do cái sự ở đó sinh ra những cảm thọ, do cảm thọ thì có tưởng, có tưởng thì có suy tầm, có suy tầm thì có hí luận, có tưởng ấy thì có tầm, ở đây tức là có sự tư duy về các cái tưởng đó, tầm là các cái tư duy đó. Ví dụ như là một đấy, mỗi người nhìn một cái cảnh đấy, rồi sau đó sinh ra những cái tưởng, rồi tư duy về những cái tưởng đó, rồi sau đó phân tích ra những cái tưởng đó, rồi bắt đầu đi diễn đạt, rồi bắt đầu mới đi nói lên cái tư tưởng của mình, diễn thuyết lên cái tư tưởng của mình cho rằng đó là đúng, đó là sự thật. Thì đấy là những cái nguyên nhân, đó là cái nhân duyên sinh ra những cái hí luận, những cái vọng tưởng ở trên cuộc đời. Thì cũng tương tự như vậy, thì Tôn giả Mahakakkana giải thích thêm nữa rằng: chư hiền, do nhân nỗ tai và các tiếng nhĩ thức khởi nên, do nhân nỗ mũi và các hương tị thức khởi nên, do nhân lưỡi và các vị thiệt thức khởi nên, do nhân thân và xúc thân thức khởi nên, do nhân ý và các pháp ý thức khởi nên, do sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do xúc thì có thọ, do cái gì có thọ thì có tưởng, cái gì có tưởng thì có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hí luận, do hí luận làm nhân hí luận, một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các pháp, do hí luận nhận thức quá khứ tương lai hiện tại. Thì đấy
là mỗi người sẽ có những cái tư tưởng khác nhau như vậy. Tức như là có ở trên đời này có những cái người khi mà người ta thực hành những cái sự tu tâm, ví dụ như người ta nghĩ rằng là thế giới này nó có giới hạn hay nó vô giới hạn, thế nên là người ta muốn biết nó có giới hạn hay vô giới hạn, thì có những cái người người ta thực hành những cái pháp thiền, người ta huấn luyện tâm linh, người ta mở rộng cái tâm của mình ra khắp vũ trụ vô biên, người ta an trú ở đấy, xong rồi đấy cũng là một cái sự tiếp xúc với cái ngoại cảnh, ý tiếp xúc với những cái cảnh pháp. Sau đó thì người ta sinh ra những cái cảm nhận, rồi người ta sinh ra cái tưởng, người ta nói là thế giới này là vô biên. Nhưng mà cũng có những người thì an trú trên một cái khoảng không có giới hạn, cho nên là khi đó người ta sẽ có cái quan điểm, có cái suy tầm rằng là thế giới này là có hữu biên, tức là có giới hạn. Có người thì nói là thế giới này là không có giới hạn, có người thì nói là thế giới này là có giới hạn. Thì đấy cũng là mỗi người có những cái suy tầm khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau, có những cái sự nhận thức khác nhau, cho nên là có những cái tranh luận khác nhau. Thì cái người mà chú ở trên cái khoảng không gian có giới hạn thì nói là đây là sự thật, vì tôi đã thực hành thiền với tâm nhập định, chú trên cái khoảng không có giới hạn thì tôi thấy rằng thế giới này nó chỉ có giới hạn thôi, nó không phải là vô hạn. Nhưng mà có những người thì mở rộng cái tâm ra khắp cái vũ trụ vô biên, nói là thế giới này là không có giới hạn, thế giới này là vô biên. Thế nên là những cái luận vọng tưởng ở trên đời nó mâu thuẫn nhau như vậy. Nên là có những người người ta từ cái cõi vô tưởng mà khi hết thọ mạng ở cõi đấy, người ta sinh lại cõi này. Khi sinh lại cõi này, người ta muốn biết là có kiếp trước hay không, thì người ta thực hành các pháp thiền định với tâm nhập định, người ta hướng về cái đời quá khứ, thì người ta thấy mình không có kiếp trước, bởi vì kiếp trước người ta là một chúng sinh vô tưởng, không có tâm thức, chỉ có thân thể. Cho nên là khi hướng về kiếp trước, người ta thấy không có gì cả, không hề có tâm thức. Thì lúc đấy người ta sẽ tuyên bố lên một cái pháp ở trên đời này: tôi từ không mà thành có. Tức là một người không có thời, không có kiếp trước và có kiếp này. Vậy thì vì đấy với tuyên bố là không có nhân quả, không có đời này, không có đời sau, không có những cái chúng sinh hóa sinh. Thì đấy là những cái tư tưởng của những cái người mà theo cái chủ nghĩa là đoạn kiến, tức là chết là hết, đấy gọi là đoạn kiến. Còn có những cái chúng sinh mà người ta từ ở những cái cõi thiên giới, hay là ở cái cõi mà do những cái hủy luận, do người ta sống ở đấy, do người ta sân hận hay do người ta tham dục quá nhiều rồi người ta chết ở cái cõi đấy, rồi khi sinh lại cõi này, rồi người ta lại hướng tâm, do cái tâm định tính người ta lại hướng về những cái đời sống ở quá khứ, người ta thấy rằng có những cái cõi thiên giới, có những cái vị đại, các cái cõi đấy, có những cái vị hóa sinh chủ, tức là có những cái vị đại phạm thiên, người ta tự nhận mình là hóa sinh chủ, có những cái vị đấy là sáng tạo chủ, là những cái người đã sinh ra những cái chúng sinh muôn loài, thì người ta mới thuyết nên những cái tư tưởng cho rằng có một cái đấng sáng tạo, có một cái đấng hóa sinh, có một cái đấng thượng tôn, có một cái đấng thượng đế tồn tại ở cái cõi đấy, và cõi đấy là một cái cõi bất biến, cõi vĩnh hằng, cõi tường còn, và mình cần phải cầu nguyện để được sinh trở lại, sống với lại những cái đấng thượng tôn, chí tôn đó. Thì vì vậy cho nên là trên đời này mới có những cái tư tưởng của thường kiến và đoạn kiến, chấp thường và chấp đoạn, hay là cái tư tưởng của gọi là duy tâm, duy vật, vô thần hay là hữu thần. Thì vì những cái tư tưởng đấy nó luôn luôn mâu thuẫn nhau, đối lập nhau, cho nên dù có tranh luận đến suốt đời cũng không bao giờ đi đến kết thúc, không bao giờ có cái sự thống nhất về tư tưởng được. Thì tư tưởng nó đã khác nhau như vậy, nó trở thành một cái định kiến rồi, nó trở thành một cái tà kiến cố định rồi, người ta tham ái cố chấp vào những cái tư tưởng đấy của mình rồi, không thể nào từ bỏ được. Thì tất cả những cái điều đó do người ta không thấy được các sự thật ở các cái căn, các cái cảnh trần, qua những cái sự tiếp xúc đó, và nó sinh nên những cái hí luận vọng tưởng ở trên đời. Thì tất cả những cái hệ tư tưởng, các hí luận vọng tưởng ở trên đời nó sinh ra đều là như thế, đều là ở những cái người vô văn phàm phu, những cái người không thấy các sự thật,
không biết các sự thật, không tuệ chi các sự thật, không liễu chi các cái sự thật, cho nên mới sinh ra những cái tư tưởng đó. Nên là Tôn giả Maha Các Kana giảng tiếp là chư hiền, sự kiện này xảy ra khi nào có mắt, khi nào có các pháp, khi nào có nhãn thức, thời có sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của xúc, thời có sự thi thiết thì thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của thọ, thời sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Khi nào sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của tưởng, thời sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết của ám ảnh, một số hy luận vọng tưởng được hiển lộ. Thì cái sự thi thiết ở đây có nghĩa là cái sự thiết thực, là khi nào mà có con mắt, có các cái sắc pháp, thì có nhãn thức, thời cái sự thi thiết của xúc, tức là cái lúc đấy cái xúc nó sẽ được hiển lộ một cách thiết thực. Thì thực sự là như vậy, cái điều đó là thực sự, là không phải bàn cãi gì. Thì khi mà con mắt mà đã sáng, mà đã tiếp xúc với cảnh, thấy có cái nhãn thức, con mắt mà có nhãn thức, tức là cái con mắt ấy phải là một cái người còn sống mới có nhãn thức. Chứ bây giờ một cái người ta đang ngủ, mình có mách mắt ra thì người ta cũng chẳng nhìn thấy gì, hay là một người đã chết rồi chẳng hạn, người ta cũng có con mắt đấy, nhưng mà dù mình có mắt mắt ra, người ta chẳng nhìn thấy gì, bởi vì lúc ấy người ta không có nhãn thức. Vậy thì nói rằng khi nào phải có con mắt, nhưng con mắt đấy là phải là một cái người tỉnh táo, một cái người hoàn toàn bình thường, sáng suốt, và là một cái người còn sống, nó có cái nhãn thức ở đấy, thì nó mới có cái sự tiếp xúc, xúc nó mới khởi lên, rồi thì nó mới khởi lên thọ, thọ nó khởi lên thì mới có tưởng, tưởng nó khởi lên thì mới có suy tầm, lúc đấy mới có hí luận, lúc đấy nó mới có cái sự ám ảnh, lúc đấy mới có những cái thiết sử, nó mới sinh khởi lên trong cái sự tiếp xúc đó. Thì cũng tương tự như vậy với tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó đều có cái sự thi thiết của các cái thức, thì nó mới có cái sự thiết thực, là nó sinh ra xúc, nó sinh ra thọ, nó mới hiển lộ. Chứ hiển sự kiện này xảy ra khi nào không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào không có nhãn thức, thì sự thi thiết của xúc được hiển lộ, sự kiện này không xảy ra. Đây là một cái vấn đề mà nói ngược lại vấn đề, nói ra một cái sự thật, đó là khi nào không có mắt, khi nào không có nhãn thức, khi nào không có cái sự tiếp xúc của con mắt, thì xúc nó không hiển thị, không hiển lộ, thì thọ sẽ không hiển lộ, tưởng không hiển lộ, và sự suy tầm và sự hí luận vọng tưởng đấy sẽ không hiển lộ. Không có ở đây là làm sao? Không có mắt ở đây là chẳng hạn một cái người đấy là một cái người không còn hủy hoại con mắt này, thức này, thì mới không có những cái ám ảnh đó hay sao? Thì cái điều này nói nghĩa là không có ở đây là một cái người đấy thấy được cái sự thật ở con mắt. Cái con mắt nó là cái gì? Nó không có phải thấy được cái con mắt này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Vậy thì làm sao mà thấy được nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta? Thì cái người đấy phải thấy ra được cái tính sinh diệt của con mắt này. Con mắt của mình thì nó chỉ là những cái sắc ấy. Vậy thì vì người nào phải thực hành cái pháp thiền tứ đại, phân tích ra ở trong con mắt nó có những cái nhãn tịnh sắc, nó có thân tịnh sắc, nó có sắc giới tính, sắc nghiệp sinh, sắc tâm, sắc thời tiết và sắc vật thực. Ở con mắt đấy, cái nhãn tịnh sắc đấy, nó có cái sự nhạy cảm đối với màu sắc. Thì trong cái màu sắc kia, nó cũng là đất, là nước, là gió, là lửa. Và cái nhãn thức này nó sinh khởi, nó nhận biết cái cảnh đấy. Nhưng cái nhãn thức này nó cũng là thức, là xúc, là thọ, là tưởng, là tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì nó cũng là tâm và các cái tâm sở nó sinh khởi ở trên đấy. Thì cái con mắt đấy, nó là những cái cảnh sắc đấy, nó sinh lên ở nơi nó cũng diệt đi, nên nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Cái cảnh sắc ở bên ngoài kia kìa, nó sinh và nó cũng có cái tính diệt ngay tức thì, nên nó cũng là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Những cái nhãn thức, những cái tâm này mà nó sinh khởi nên khi nó thấy những cái cảnh kia, nó cũng sinh diệt ngay tức thì, nên nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên vị đấy mới thấy là không có con mắt, vì con mắt đấy nó chỉ là do những cái nhân duyên, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do vật thực mà có nó, chứ nó không có ta, không có của ta, không có tự ngã của ta. Cái thức kia nó sinh lên, nó cũng là do cái vô minh, do cái tham ái, do cái chấp thủ, cho nên là nó sinh lên. Thì những cái vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp ấy nó diệt, thì cái tâm thức, cái mắt, cái xúc này nó cũng diệt. Các cái cảnh sắc ở bên ngoài cũng thế, nó cũng có thể là do tâm, thời tiết, vật thực nó sinh, hoặc là
rồi những cái nhân nó sinh thì quả sinh, nhân nó diệt thì quả nó diệt. Thì thấy được cái tính sinh diệt của nó thì vị đấy mới tính thấy ra được cái tính vô thường khổ vô ngã của nó. Và cái sự thấy những cái sự thật này, cái sự thấy đúng cái chân lý này thì là phải thực hành các phát thiền quán, thực hành được phát thiền chỉ quán. Tức là chỉ khi nào vị đấy phân tích ra được sắc chân đế, danh chân đế, phân tích ra được tính duyên khởi, thấy được tính sinh diệt, thấy được cái tính vô thường, khổ vô ngã của nó, rồi vị đấy mới hiểu ra được các sự thật. Hiểu ra được các sự thật đấy thì vị đấy mới không còn tham ái, không chấp trước vào đây là mắt của ta, đây là cảnh sắc của ta, hay đây là cái thức của ta nữa. Thì lúc đấy mới gọi là chư hiền. Khi nào không có con mắt, không có các sắc, không có nhãn thức, thế vậy thì là về căn cảnh và các cái thức cũng đều là không có, tức là nó đều là không có cái tự ngã, không có cái ta ở trong đấy nữa. Thì đấy mới là cái người giác ngộ các cái sự thật được hiển lộ. Khi nào không có sự thiết thực của thọ thì sự thiết thực của tưởng được hiển lộ, sự kiện này không xảy ra. Khi nào không có sự thiết thực của tưởng thì suy tầm được hiển lộ, thì sự kiện này không xảy ra. Khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết của ám ảnh, một số hy luận vọng tưởng được hiển lộ, sự kiện này không xảy ra. Khi nào đấy là vậy thì một cái người thấy được cái tính vô thường ở trên mắt, ở trên cảnh sắc, ở trên thức thì cũng thấy nó là vô thường sinh diệt, ở trên xúc cũng thấy cái tính vô thường sinh diệt đấy, ở trên thọ thì cái tư duy, cái suy tầm đấy cũng sẽ thấy được cái tính vô thường, cái tính sinh diệt của nó, không có cái tự ngã ở trong cái suy tầm đấy. Thì cái người đấy cũng sẽ không còn cái sự hí luận vọng tưởng, những cái không còn những cái tưởng nó ám ảnh nữa. Từ suy tầm được không có hiện sự hiện khởi hiển lộ nữa, thì những cái hí luận vọng tưởng cũng không hiển lộ. Tức là cái người đấy khi có chánh kiến, khi thấy các sự thật rồi, người ta không đi luận đàm những cái chuyện nhảm nhí vô ích, hay là người đấy sẽ không còn đi tham gia vào những cái tranh luận. Những cái tranh luận đấy là những cái hí luận vọng tưởng, hay là những cái tranh luận đấy gọi là những cái phù phiếm, những cái câu chuyện phù phiếm, những cái câu chuyện không đem lại cái lợi ích gì. Thì cái người đấy không còn ưa thích tham gia tranh luận những cái cảnh đấy nữa. Thì cũng như tương tự như thế, nếu như mà không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý, tức là vị đấy thấy ra cái tính sinh diệt ở trên mắt, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên thân, trên ý, thì cũng thấy được cái tính sinh diệt vô thường của vô ngã ở trên cái sắc thanh hương vị xúc pháp, ở trên nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Thì trên cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tị thức, thiệt thức, thân xúc, ý xúc, thì cũng như vậy ở trên thọ, thọ do nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý xúc sinh, ở trên tưởng của tưởng về sắc, tưởng về thanh hương vị xúc pháp. Thì lúc đấy hết cái hí luận vọng tưởng, hết những cái suy tầm về sắc thanh hương vị xúc pháp đấy, bởi vì lúc đấy là vị đó đã tuệ chi, thắng chi, liễu chi được cả các cái căn, cả các cái cảnh, cả các cái danh pháp và sắc pháp rồi, thì vị ấy mới không còn bị luồn cuộn bởi những cái vọng tưởng, bởi những cái tranh luận hơn thua ở trên đời nữa. Này các tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì mà các hí luận vọng tưởng không có dư tàn, chư hiền đối với lời dạy của Thế Tôn nên nói nên một cách vắn tắt này, và ý nghĩa không được giải thích một cách rộng rãi. Tôi đã hiểu ý nghĩa rộng rãi một cách như vậy. Quý vị muốn hãy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến hãy hỏi ý nghĩa này Thế Tôn giải đáp như thế nào, thì hãy thọ trì như vậy. Rồi những vị tỳ kheo ấy hoan hỉ lời dạy của Tôn giả Mahakakana, nói từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói nên một cách vắn tắt, và chúng con rồi đi vào tịnh xá. Rồi chúng con đã nói các tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì không còn dư tàn, khi Thế Tôn đi vào tịnh xá không bao lâu, thì lúc đấy các vị tỳ kheo này đã đến gặp Đức Thế Tôn và nói lên với Đức Thế Tôn về những cái sự giảng giải, về những cái sự giải thích của Tôn giả Mahakakkana.
giảng dạy các vị ấy đã nói nên một cách rõ ràng như vậy. Và lúc đấy Đức Thế Tôn đã nói rằng: chư tỳ kheo, tôn giả Maha Các Ca Na là bậc hiền trí, chư tỳ kheo, tôn giả Maha Các Ca Ma là bậc đại tuệ. Chư tỳ kheo, nếu các người hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng sẽ trả lời như Maha Các Ca Na đã trả lời. Như vậy chính là nghĩa lời dạy ấy, hãy như vậy mà thọ trì. Khi nghe nói như vậy, tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, như một người bị đói nả và mệt mỏi tìm được bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn, cũng vậy, tỳ kheo có trí thức biện tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này nên gọi là gì? Do vậy này A Na, pháp môn này nên được gọi là pháp môn bánh mật hay mật hoàn, hay như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì đây là cái phần cuối của cái bài kinh này, là cái nhân duyên của cái đầu đề của cái bài tên của bài kinh. Vì tôn giả Anan sau khi được nghe các vị tỳ kheo thuật lại những cái lời giảng giải, giải thích của tôn giả Maha Các Ca Na về một cái lời dạy rất là vắn tắt của Đức Thế Tôn, thì giống như là một cái người đang ở trong bóng tối mà gặp ánh sáng ấy, rất là hoan hỉ, rất là thoải mái thích thú, hay là những cái người đang đói nả mà gặp được những cái miếng bánh mật rất là ngọt ngào, rất là hoan hỉ thích thú ở trong những cái pháp thâm sâu. Bởi vì Đức Thế Tôn nói nên một cái cách vắn tắt như vậy, nói nên một cái bài pháp có ẩn ý, có thâm sâu như vậy, mà tôn giả Maha Các Ca Na đã giải tiết một cách, tức là đã diễn giải, đã giảng giải một cách quá là trí tình, trí thiết và quá là hợp tình, hợp lý, hợp với chánh pháp, nói không sai những cái tư tưởng của Đức Phật. Cho nên tôn giả A Nan rất là hoan hỷ và tán thán cái bài pháp này như là một đói nả và được ăn những cái bánh mật. Cho nên là tôn giả đã hỏi Đức Thế Tôn là pháp môn này đặt tên là gì, thì Đức Thế Tôn là hãy đặt tên là cái là pháp môn mật hoàn, hay là pháp môn bánh mật này. Thì đấy là cái ý nghĩa mà cái bài kinh này có cái tên là kinh mật hoàn, và đấy là cái nội dung của cái bài kinh thứ 18, kinh mật hoàn. Đến đây là hết. Sa thu, sa thu, sa thu. Bây giờ sẽ trả lời các câu hỏi. Dạ, con bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Diệu Thiện ạ. Dạ, con kính bạch sư, làm thế nào để khắc phục chân bị tê khi ngồi thiền ạ? Con ngồi thiền khoảng 20 phút, chân con bị tê và phải duỗi chân liên tục ạ. Nếu mà chân hay bị tê thì mình đổi chân. Lúc nào tê chân thì đổi chân thì nó sẽ hết. Đấy là cái cách dễ dàng, đơn giản nhất. Còn một cái cách của một cái người mà có cái sức chịu đựng cao, có sự kham nhẫn lớn, thì vị đấy cứ ngồi, nó tê cũng cứ ngồi, rồi khi nào đến một lúc nào đấy nó tê đến mức cực độ rồi nó sẽ hết tê. Như là một cái người mà rèn luyện như vậy, ngồi nó đau chân thì có hai cách. Một là mình đổi chân thì nó sẽ hết đau. Hai là cứ ngồi đến lúc nào đó nó đau đến mức cực độ rồi nó không còn đau hơn được nữa, nó sẽ hết đau. Thì chỉ có hai cách đấy để vượt qua cái tê chân với đau chân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con bạch sư, con muốn tu tập để có được chánh tri kiến, để có thể phân biệt được thật là các pháp. Vậy con phải hành thiền lộ trình như thế nào ạ? Con xin đảnh lễ sư ạ. Chánh tri kiến, nếu mà tu tập được chánh tri kiến thì phải thực hành thiền quán, phải thực hành thiền tuệ. Khi nào mà thấy được các sự thật, các cái sự thật tột cùng, hay là thấy được các pháp chân đế thì mới gọi là có chánh tri kiến đi đến đoạn tận khổ đau. Nhưng một người mà nghe pháp, học lý thuyết thôi sẽ hiểu được thế nào là những cái điều tốt xấu, phải trái, tránh tà, thì cái người đấy cũng gọi là tránh tri kiến. Nhưng mà cái tránh tri kiến đấy là tránh tri kiến trên cái pháp tục đế, thì có nhiều cái loại tránh tri kiến nhá.
Chánh tri kiến ở trên pháp tục đế thì mình chỉ cần nghe pháp, mình chỉ cần học giáo pháp, mình hiểu ra đúng sai phải trái tốt xấu thì cũng là chánh kiến. Nhưng mà có cái chánh tri kiến, cái chánh tri kiến tục đế đấy thì không không chấm dứt được khổ đau, không đi được đi đến niết bàn. Còn có cái chánh tri kiến là thấy được các sự thật tột cùng thì phải được thực hành được thiền quán. Thì muốn thực hành được thiền quán thì đầu tiên cũng phải thực hành thiền định, tức là phải thực hành theo lộ trình của bát chánh đạo hay giới định tuệ đó. Thì khi nào mình có giới có định, khi nào có định có tuệ, khi nào có tuệ thấy ra được các sự thật, phân biệt được danh pháp sắc pháp, thì lúc đấy mới là có chánh kiến. Thì cứ như vậy cho đến khi nào mình thấy được cái tính nhân duyên của danh sắc đấy cũng là chánh tri kiến, nhưng mà ở mức độ cao hơn. Khi nào mình thấy được tính sinh diệt của danh sắc đấy cũng là chánh tri kiến. Rồi khi nào mình thấy được sự diệt tận của danh sắc, tức là khi nào mà thấy được cái sự khổ cũng là chánh kiến này, thấy được cái khổ tập là chánh kiến, thấy được khổ diệt cũng là chánh kiến, và thấy được con đường đi đến khổ diệt ấy, thì đấy cũng là chánh kiến. Thì cần tu tập theo giới định tuệ là mình đang thực hành cái lộ trình để phát triển chánh kiến từ thấp đến cao. Nên là chánh kiến sẽ có từ cái mức độ thấp cho đến cái mức độ cao nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Bình ạ. Dạ, con bạch sư, Đức Phật có dạy thiền buông thư không ạ? Tập thiền buông thư có kết quả gì không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thiền buông thư. Trong kinh, nếu mà tìm ở trong tạng kinh thì không có cái chữ nào là buông thư. Không có cái pháp thiền nào là pháp buông thư. Nhưng mà mình có thể hiểu trên cái pháp nghĩa chế định của cái từ buông thư. Buông thư ở đây có nghĩa là thả lỏng, nhẹ nhàng, thảnh thơi, thư giãn. Hay là còn đấy là một cái từ khác của cái từ mình có thể gọi là thư giãn, hay gọi là thiền thư giãn. Thế thì bây giờ mình cần hiểu là tại sao người ta cần phải thư giãn, tại sao người ta cần phải buông thư. Đó là khi người ta có trải qua một cái quá trình gì đó rất là mệt mỏi, rất là căng thẳng rồi. Người ta cần nghỉ ngơi, như là một cái người lao động về thân thể hoặc là lao động về trí não mà người ta quá là mệt mỏi về thân thể, người ta cũng cần buông thư, giống như người ta nằm thả lỏng ra, người ta nghỉ ngơi, người ta ngủ một giấc thì đấy cũng là buông thư. Nhưng mà cái buông thư của cái người mà mệt mỏi về thân thể thì nó giải tỏa dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn có những người người ta bị áp lực về công việc, về cái sự học tập, người ta phải làm việc về trí tuệ rất là nhiều, thì người ta có cái sự căng thẳng nó dồn nén nhiều ngày, thì cái sự buông thư nó làm cho cái tâm nó dịu lại, thì người ta cần phải có cái sự buông thư nhiều hơn. Đó là người ta nghỉ ngơi nhiều hơn, người ta đi đi du lịch, đi thư giãn, đi giải trí, đi tham gia những cái trò vui chơi giải trí ở thế gian để người ta thư thái tinh thần. Thì đấy là cái nghĩa buông thư theo thế gian, nó là cái sự nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, để lấy lại tinh thần. Còn Đức Phật không có dạy cái pháp thiền gọi là thiền buông thư cả. Thì Đức Phật chỉ có dạy hai pháp thiền, đó là thiền chỉ định và thiền quán. Đó là thực hành cái pháp thiền chỉ quán thôi. Nhưng trong cái quá trình một cái người nỗ lực tinh tấn thực hành pháp, cũng đôi khi có những cái lúc thân tâm nó mệt mỏi, chứ không phải là không. Thì có những cái lúc nó mệt mỏi ấy, vị ấy cũng cần phải có cái sự buông thư, thư thái, thư giãn, thảnh thơi. Coi như là vị đó đã có cái thời gian công phu khoảng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay là 1 ngày, 1 đêm hành thiền rất là căng thẳng, mệt mỏi rồi. Vì ấy có thể đi thiền hành để thư giãn. Thì cái sự thực hành, cái sự thiền hành thư giãn đấy cũng có thể, mình có thể được gọi là cái từ buông thư cũng được. Là cho cái thân tâm nó được khinh an, nó được thanh thản, nó được thoải mái, nó được nhẹ nhàng. Nó không quá là căng thẳng, không quá chú tâm vào cái đề mục thiền nữa, bởi vì cái sự căng thẳng chăm chú tâm nó quá lâu, quá dài, nó quá áp lực, quá căng thẳng rồi, thì gì đó có thể nghỉ ngơi thư thái, thư giãn một chút xíu để cho thân tâm nó phục hồi lại cái tươi tỉnh, cái sức khỏe, cái sức lực, rồi sau đó vị đó lại phải tiếp tục nỗ lực tinh tấn thực hành. Nên là
Trong cái pháp thực hành thiền thì Đức Phật nhấn mạnh hẳn về cái yếu tố tinh tấn, tức là hãy tinh tấn lên để được giải thoát, chứ không bao giờ Đức Phật là hãy buông tư để giải thoát cả. Vậy nên là trong cái pháp thiền thì Đức Phật chỉ nói tinh tấn thực hành thiền chỉ, tự chánh niệm để phát triển định, rồi tinh tấn nỗ lực thực hành thiền định. Thôi, còn lúc nào nó mệt mỏi quá mình mới buông tư, một chút xíu buông tư tức là nghỉ ngơi. Còn nếu mà một người thực hành cái pháp thiền buông tư không có đấy là ngày qua tháng lại lúc nào cũng buông tư, lúc nào cũng nghỉ ngơi, lúc nào cũng ăn dưỡng, thì cái người đấy là cái người ăn chơi, cái người đấy sẽ không thành tựu được cái pháp gì hết, người biếng, không tích cực thực hành mà lại thích an nhàn hưởng thụ, trong khi mình chưa đạt được cái sự giải thoát, đã ăn chơi rồi thì người đấy sẽ đi sai đường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vũ ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sư hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Trong kinh Tương Ưng, Phật có dạy tất cả các pháp hữu vi, tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng trong kinh Pháp Cú, Phật cũng dạy nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn thức tỉnh. Vậy chúng con phải hiểu như thế nào cho đúng lời Phật dạy ạ? Con xin tri ân lời dạy của sư ạ. Trong mỗi một bài kinh thì sẽ có trong những cái tình huống khác nhau, những cái đối tượng là cái người nghe khác nhau, cho nên là Đức Phật nhiều dùng nhiều cái cách thức khác nhau, dùng nhiều những cái lời chế định khác nhau để giảng dạy cho phù hợp với một cái người nghe. Thì đương nhiên là cái pháp mà Đức Phật luôn luôn dạy là trong các pháp hữu vi, nó là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì đấy là một cái lời dạy là một cái lời dạy chân chánh rồi, không có cái điều gì có thể thay đổi được cái sự thật đấy. Đấy là một cái sự thật, bao giờ có một cái tư tưởng gì nó ngược lại với cái sự thật đấy được. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là cái câu là người biết tự ngã phải khéo bảo vệ mình, nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Đây là một cái câu thức tỉnh, một cái câu nhắc nhở ở trong cái hoàn cảnh đấy. Như là bởi vì Đức Phật khi ấy, Đức Phật nhìn thấy một cái người này, là người này đã bỏ bẵng mất ba cái giai đoạn của cuộc đời. Tức là tuổi trẻ thì cũng không có tinh tấn làm ăn, mà cũng không tinh tấn tu tập. Thời trung niên không tinh tấn làm ăn, không tinh tấn tu tập. Đến thời não niên, đến về già rồi, cũng không chịu khó làm ăn mà cũng không chịu khó tu tập. Thì cái người đấy bỏ phí cả đường đời và đường đạo. Thì lúc đấy Đức Phật mới nói là người biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình. Biết yêu tự ngã tức là cái người đấy biết yêu cái tự ngã ở đây là cái từ chế định, tức là bản thân mình. Cái người đấy biết yêu bản thân mình. Yêu bản thân ở đây không có nghĩa là yêu với cái trí tuệ, yêu với cái tâm là tham ái dính mắc. Mà ở đây Đức Phật vì thấy một cái người đi sai đường, mà Đức Phật mới chỉ ra một cái người đi sai đường là đi vào cái cõi khổ đau. Thì Đức Phật mới nói là người biết yêu mình, biết thương mình, thì đừng có đi vào cái con đường si mê dại dột, cái con đường mê nầm, cái con đường bất chánh đó. Cái con đường đó là dẫn đến khổ đau. Vậy thì đang nói đến cái người trí, người có trí tuệ ấy, thì là cái người đấy cần phải biết tránh những cái sự nguy hiểm và đi vào những cái nơi an toàn. Thì cái người tránh nguy hiểm đi vào cái con đường an toàn ở đây là không phải là vì vị đó sợ không phải là cái người đi vào con đường an toàn là cái người tham ái với tự ngã, mà cái người đấy là cái người trí tuệ, là cái người biết bảo vệ cái sự an ổn cho mình, biết đi vào cái con đường an vui. Chứ còn cái người mà sống buông lung phóng túng, làm những cái tội lỗi ác nghiệp, sau này phải đi vào đọa xứ, thì cái người đấy mới là cái người đáng trách. Cái người đấy là cái người không thấy, tức là cái người vô tri, không có trí tuệ, ngu si. Cho nên cái người đấy là cái người đã tự làm hại chính mình, tự làm khổ chính mình. Thì cái người tự làm hại, tự làm khổ chính mình đấy không phải là cái người đấy là cái
cái người vô ngã, cái người đấy không phải là người có trí tuệ, mà cái người đấy hay là cái người đi nầm đường lạc lối và tự mình đi vào cái con đường khổ đau đó, thì đấy là một, trong cái hoàn cảnh đấy, trong cái sự thức tỉnh của một người đấy, thì Đức Phật dùng cái pháp chế định để khuyên răn, để răn đe, để nhắc nhở một cái người sống ở trên đời thì đừng có chủ quan, tức là vị ấy khi còn trẻ thì cũng phải nỗ lực mà tinh tấn hành pháp, trung niên cũng phải nỗ lực mà hành pháp, lão niên cũng phải nỗ lực hành pháp, mình không thể nào mà bỏ qua ba cái giai đoạn đấy cả. Thì trong ba canh, ý của Đức Phật nói rằng ở đây là cái canh thứ nhất là cái thời tuổi trẻ, canh thứ hai là thời trung niên và canh thứ ba là thời lão niên. Trong cả ba cái thời điểm đấy phải luôn luôn tỉnh giác, tức là phải luôn luôn tinh tấn hành những cái việc thiện hoặc là tu tâm, làm phước hoặc tu tâm để mà tránh những cái khổ đau, để mà đạt được cái sự an vui. Thì đấy là cái cách giáo hóa, cái lời dạy của Đức Phật như vậy, thì nó không có cái sự mâu thuẫn gì giữa cái yêu tự ngã và cái tuệ chi được cái vô thường khổ vô ngã hết. Vì một cái người mà biết thực hành những cái pháp thiền quán, đó là một cái người chấm dứt được cái con đường khổ đau, chấm dứt được khổ đau, thoát khỏi khổ đau, thì cái người đấy cũng không phải là cái người yêu tự ngã, cái người không phải yêu tự ngã, nhưng mà cái người biết sợ hãi khổ đau ở đấy không phải là mình yêu tự ngã mà sợ hãi khổ đau, mà đấy là cái con đường trí tuệ, biết làm những gì cần làm và biết tránh những gì cần tránh. Cho nên Đức Phật mới nói là người biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình là vậy. Mà cái tự ngã ở đây chỉ là cái ngôn ngữ chế định, tức là cái danh chế định. Nhưng mà trong đó nó có cái nghĩa chế định, là một cái người mà hiểu ra thì trong những cái danh chế định có cái nghĩa chế định nữa thì sẽ không chấp trước vào những cái lời nói đó, mà vẫn hiểu rằng cái pháp của Đức Phật vẫn đi đến cái sự phát triển trí tuệ, thấy ra các sự thật và chấm dứt khổ đau. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả An Tâm ạ. Dạ, con bạch sư, người tụng kinh, người niệm thần chú và người niệm Phật thì có chứng đắc được đạo à không ạ? Tụng kinh, niệm thần chú, niệm Phật. Tụng kinh thì chỉ mang cái tính nó một là học để ghi nhớ lại bài, lại pháp của Đức Phật. Vậy thì tụng kinh cũng giống như học pháp vậy, tức là tụng để ôn lại cho khỏi quên, tức là một cái người muốn học thuộc một cái bài kinh nào đấy, cái pháp của Đức Phật vì đó để khỏi quên thì vì đó thường xuyên phải tụng đọc lại cho khỏi quên, thì đấy là ý nghĩa của việc tụng kinh. Thì việc tụng kinh không thể đi đến giải thoát được. Tụng kinh dù mình có học thuộc cả tam tạng kinh, tụng đi tụng lại bao nhiêu lần cũng không đi đến giải thoát. Còn chỉ chú thì trong kinh Nguyên Thủy không có cái bài thần chú nào hết. Hoặc là sau này ở trong kinh phát triển thì có những cái pháp môn thần chú, mà chữ thần ở đây mang cái tính rất là huyền bí, giống như là có những cái đấng thần linh hay là đấng dạ xoa chư thiên nào đấy. Còn chú ở đây có nghĩa là chú thuật, là một cái mật ngữ giống như là một cái người đó đang cầu nguyện một cái tha lực, cầu nguyện một cái tha lực từ những cái đấng siêu nhiên nào đó đến để ban những cái điều phước lành cho mình, cầu nguyện cho mình đạt được những cái điều này điều kia. Thì như thời Đức Phật, trong kinh Đức Phật cũng nói là thời xưa có những cái vị đạo sĩ, người ta có những cái bài thần chú, là người ta nương vào những cái chú thuật đấy, người ta có thể du hành, người ta có thể bay ở trên hư không, hoặc là nhờ tu luyện những cái thần chú đấy, người ta đạt được một số những cái năng lực thần thông và những cái năng lực thần thông hiệp thế thì có. Nhưng mà những cái pháp thần chú đấy thì không có cái pháp nào dạy để đoạn trừ các nậu hoặc, để giác ngộ được chân lý. Vậy thì các cái pháp thần chú đấy chỉ để cho người ta có được một cái năng lực phi thường nào đấy trong cuộc đời này. Thì nếu mà một cái người phàm phu mà có những cái năng lực đấy thì chỉ tăng trưởng cái tự ngã thôi. Vậy thì cái pháp đấy không đi đến cái sự vô ngã được. Vậy thì cũng không đi đến Niết Bàn được. Còn niệm Phật,
niệm Phật, mà trong cái pháp của Phật thì Đức Phật có dạy là niệm các cái ân đức Phật. Thì mục đích của cái việc niệm Phật chỉ là để tăng trưởng cái niềm tin, để hoan hỷ với pháp của Phật. Thì dầu mình có niệm bao nhiêu đi chăng nữa, dù có đạt được sự nhất tâm đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng cái tâm niệm Phật đấy là tâm thiện, nhưng nó chỉ là tâm thiện dục giới. Cái sự niệm Phật thậm chí không đạt được cái tâm sắc giới. Tức là một cái người niệm Phật thì chỉ có cái công đức ở cái cõi dục giới này. Tức là khi chết thì sanh lại làm người sinh thiên, hưởng những cái phước ở cõi nhân gian thiên giới, chứ không thể nào sinh về phạm thiên, chứ đừng nói gì đến chuyện mà có thể giác ngộ được niết bàn. Vậy thì ba cái pháp môn này chỉ đem đến những cái công đức, những cái phước lành ở thế gian. Và những ba cái pháp môn này không phải là cái pháp nậu tận, không phải là cái pháp đi đến vô nậu, đi đến suốt thế gian. Vậy nên không thể chứng được niết bàn giải thoát. Mà muốn chứng niết bàn giải thoát thì phải tu về những cái pháp thiền quán, tuệ quán, thì mới đi đến niết bàn giải thoát được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Phúc ạ. Dạ, con thưa sư, có các chư tăng tu tập tự mặc y nguyên thủy nhưng vẫn tụng kinh phát triển thì có được công nhận là chư tăng nguyên thủy không ạ? Làm như vậy thì có đúng pháp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Chư tăng nguyên thủy mà tụng kinh phát triển ạ? Dạ vâng ạ. Chư tăng nguyên thủy mà tụng kinh phát triển thì tụng kinh phát triển thì nếu mà là một vị chư tăng theo nguyên thủy thì vị ấy sẽ học những kinh pháp bên nguyên thủy. Ví dụ như là các vị chư tăng bên nguyên thủy sẽ tụng các cái kinh về Pali, vì cái ngôn ngữ Pali mới là cái ngôn ngữ nguyên thủy. Còn các chư tăng mà bên phát triển thì sẽ tụng cái ngôn ngữ về Hán Tạng, sẽ học những cái kinh điển về Hán Tạng, sẽ tụng kinh bằng âm Hán, chữ Hán, nghĩa Hán. Còn các vị nguyên thủy thì sẽ tụng những cái kinh về Pali, tức là những cái ngôn ngữ thời cổ đại, đúng cái thời Đức Phật. Đức Phật nói bằng ngôn ngữ Pali, sau này thì người ta biên chép lại những kinh điển, vẫn còn giữ lại được cái âm Pali. Cái âm đấy là Phạm Âm, cái âm đấy là cái ngôn ngữ của tất cả các chư Phật, của Phạm Thiên, chư Thiên. Vì vậy nên các chư tăng nguyên thủy thì chỉ tụng kinh bằng Pali thôi, thì đó mới đúng. Còn tụng kinh phát triển thì nó còn có một cái gì đó chưa được nguyên thủy lắm, nó bị nai nai, thì chưa phải là nguyên thủy. Nếu nguyên thủy thì phải tụng kinh Pali cơ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi là nhà có trẻ nhỏ mà dạy chúng niệm ân đức Phật thì chúng có được thông minh, học giỏi không ạ? Niệm ân đức Phật rất là tốt, nhất là những đứa trẻ từ khi còn trẻ mà đã được tiếp thu những cái tư tưởng, những cái ân đức của Phật, và sau này nó sẽ thấm nhuần, nó sẽ thấm rất sâu vào trong cái tư tưởng, trong cái tâm thức của những cái đứa trẻ đấy thì rất là tốt. Nhưng mà niệm phải đi đồng nghĩa với việc phải giải thích cho nó hiểu từng ân nghĩa cơ. Ví dụ như là niệm các cái ân, mỗi cái ân phải có những cái ý nghĩa như thế nào. Niệm A-ra-hăng thì phải biết rằng Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si, là Ngài xứng đáng được cúng dường. Ngài là bậc xứng đáng được cúng dường vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si. Thì khi mà sau này nó niệm đến A-ra-hăng, nó biết rằng Đức Phật là bậc không còn tham sân si, thì nó cần hiểu nên như thế thôi. Có thể lúc còn trẻ nó chưa hiểu sâu về tham sân si là gì, nhưng sau này nó lớn lên, nó khởi lên cái tâm tham thì nó biết rằng mình còn tâm tham, Đức Phật không có tham. Khi nó khởi lên tâm sân, nó biết là mình có sân hận, Đức Phật không sân hận. Nó có si mê mà nó biết rằng Đức Phật là bậc không có si mê, thì từ đấy nó đối chiếu ra, nó hiểu sâu về Đức Phật, nó thêm kính trọng Đức Phật. Thì điều đó rất là tốt, nó sẽ tăng trưởng trí tuệ, nó tăng trưởng đạo đức, nó tăng trưởng cái chánh kiến và tăng trưởng cái niềm tin vào Đức Phật. Sau này nó sẽ học Phật pháp. Điều đó có lợi nạc, có lợi ích lớn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tham Ma. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trưởng lão Thông Lạc tự xưng là bậc A-la-hán có nói rằng không có cõi chư thiên và địa ngục,
đó chỉ là cõi tưởng thì điều đó có đúng với pháp của Đức Phật không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không, một vị A-la-hán mà tuyên bố là không có chư thiên và địa ngục, điều này quá là đi ngược lại với giáo pháp của Đức Phật nha. Như là trong kinh Đức Phật thì có nói rất là nhiều về các cõi chư thiên và các cõi địa ngục. Kinh Đế Thích Sử Vấn, Đức Phật đã thuyết giảng những giáo pháp cho vua trời Đế Thích, hay là Thiên Cung Sự Ngã Quỷ Sự, những cái chương ở trong kinh điển nói về các cõi thiên giới, các cõi ngã quỷ. Và vô số những cái bài kinh Đức Phật nói về các cõi địa ngục, các cõi thiên giới. Và tất cả những bậc A-la-hán thì sẽ có tam minh, tức là có thiên nhãn minh, túc mệnh minh và nậu tận minh. Thì đương nhiên với cái trí tuệ về thiên nhãn minh thì các vị ấy sẽ thấy cái sự sinh tử của chúng sinh, để biết là chúng sinh chết chỗ này, sinh về cõi kia tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng. Và đương nhiên một cái vị có thiên nhãn như vậy, vị ấy sẽ có thấy rằng nó có cõi thiên giới và có cõi đọa xứ. Thì cái vị có đã là một bậc A-la-hán thì vị đấy sẽ thấy cõi trời và cõi địa ngục, thấy một cách tường tận rõ ràng, không có một chút mơ hồ, không có một chút hoài nghi nào, thì mới là một bậc A-la-hán. Như vậy thì một cái vị mà tự xưng là A-la-hán mà lại phủ nhận cho rằng không có cõi trời, không có cõi địa ngục, thì vị đấy cũng phủ nhận luôn tất cả giáo pháp của Đức Phật. Thì cái gì đấy mà tự xưng là A-la-hán đấy thì là giả danh, thì là giả tạo, thì là giả dối, thì là lừa gạt thiên hạ. Không thể có cái chuyện một vị A-la-hán lại phủ nhận cõi thiên giới và đọa xứ. Còn cái cõi tưởng ở đây, tưởng là cái gì? Tưởng ở đây là một cái chúng sinh phàm phu, cho nên vị ấy tưởng chi con người là con người, tưởng chi chư thiên là chư thiên, tưởng chi phạm thiên là phạm thiên, tưởng chi sanh vật, tưởng chi niết bàn là niết bàn. Thì cái đấy là tưởng chi, thì ở cõi nào cũng có cái tưởng chi đấy hết. Thì một cái người chưa giác ngộ chân lý còn là một phàm phu, vô văn phàm phu, thì vị đấy luôn sống trong cái tưởng chi như vậy, cho nên vị đấy có tham ái, có chấp thủ, cái tưởng đấy chính là vô minh. Vậy thì cõi người cũng có chúng sinh vô minh, cũng có chúng sinh hết vô minh, cõi chư thiên cũng có những chúng sinh vô minh và hết vô minh. Thì cõi nào cũng thế, cái người nào mà còn vô minh thì còn tưởng chi, cái người nào hết vô minh thì là hết tưởng chi. Thì cái tưởng là cái tâm lý chưa hiểu được các sự thật nên gọi là tưởng, chứ không phải là cái cõi địa ngục là do chúng sinh tưởng tượng ra. Không có lẽ lại nói là Đức Phật là bậc tưởng à? Không lẽ Đức Phật nói là có địa ngục chẳng lẽ lại quy cho Đức Phật là người ảo tưởng? Đức Phật và các bậc A-la-hán thời Đức Phật nói rằng có cõi thiên giới, địa đọa xứ, không lẽ bây giờ lại quy cho Đức Phật và các bậc A-la-hán là ảo tưởng? Thế thì nói như vậy quá ngạo mạn, quá ngông cuồng, không chấp nhận được. Thì cái lời nói đấy là sai trái hoàn toàn, không đúng sự thật một chút, một tí xíu nào hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Sampanyana. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con có biết người bạn đồng tính nữ xuất gia, vị đó có thể tu đắc thiền không ạ? Người đó, người chỉ có cảm xúc với người đồng giới, nữ yêu nữ, nam yêu nam, thì có phải là người vô nhân không ạ? Hay là chỉ là người chuyển giới mới là người vô nhân ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người đồng tính, người đồng tính mà tu có đắc thiền hay không thì cái này thì sư cũng không có hiểu, không biết rõ một cách chính xác được. Không biết rõ một cách chính xác là cái người đồng tính có thể tu chứng đắc thiền thông đạo quả, hay là cái vị người đó là người đồng tính là người vô nhân hay nhị nhân thì chính xác hay không thì sư không biết. Nhưng mà sư chỉ có nghe các cái bậc trưởng lão hay là các cái vị thầy thì lớn khác thì cũng có nói lại rằng cái người đồng tính đấy thì có những cái chướng ngại rất là lớn. Ví dụ như là cái người đấy có cái tham dục rất là lớn, đó là một cái quả của cái nghiệp bất thiện, cho nên cái người đấy cũng rất là khó tu tập. Và thứ hai nữa là căn cứ trong giới luật thì người đồng tính sẽ là cái người không được xuất gia ở trong giáo pháp. Vì nếu như một cái người đồng tính mà xuất gia thì rất khó sinh hoạt với các cái vị tỳ kheo, các vị chư tăng khác. Thì khi mà sống gần gũi, có cái sự xúc chạm, va chạm
Như thế thì rất vị đó sẽ sinh ra những cái tham ái đối với này các cái vị sư ở xung quanh mình, và khi đã sinh ra những cái tham ái rồi, nó có thể các vị ấy sẽ phạm vào những cái giới bất cộng trụ, là và đã sống một cái người đồng tính mà sống với những cái người cùng giới với mình gần gũi nhau như vậy, và những cái người khác người ta không biết, người ta xúc chạm vào sẽ sinh ra những cái tham dục tham ái nó khởi lên. Rồi sẽ vị đó sẽ rất là dễ phạm vào giới và khiến cho những cái vị tỳ kheo khác mặc dù không đồng tính nhưng cũng có thể dễ sinh ra cái tình cảm với cái vị đó, rồi sinh ra những cái tham ái, rồi cũng dễ phạm vào cái tội bất cộng trụ. Cho nên cái vị là một cái người đồng tính thì sẽ trong luật quy định là vị đó không được xuất gia, và các vị tỳ kheo cũng không có thể cộng trú, không thể sống chung, không thể sinh hoạt chung với một cái người đồng tính được. Vậy nên là cái người đồng tính thì nên có cái sự tránh, nên nên tránh với những cái người các cái vị tỳ kheo ở xung quanh để bảo vệ cái sự thanh tịnh của cho những người khác, cho các cái vị tu hành khác, cũng như là bảo vệ cho mình khỏi phạm vào những cái giới như là phá cái đời sống phạm hạnh của các cái vị tỳ kheo khác. Còn cái việc tu tập thì cái vị đó là người vô nhân, nhị nhân hay tam nhân thì cũng chẳng ai biết được, nhưng vị đó cứ phải nỗ lực tinh tấn, vị đó vẫn có thể thực hành pháp được, vị đó vẫn có thể thọ trì những cái pháp thiền chỉ quán và tu tập. Còn cái trong cái quá trình tu tập mình có đắc thiền hay không thì tự mình sẽ biết. Khi nào mình mà tu tập mà chứng đắc được cái pháp thiền thì chứng tỏ là mình là người tam nhân, thì mình phải tự mình trả lời cái câu hỏi đấy bằng cái sự nỗ lực tu tập của bản thân mình thôi. Thời bây giờ chẳng ai biết được người đồng tính sẽ là cái người vô nhân, nhị nhân hay tam nhân. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, nếu một vị A-la-hán không phát tâm đại bi hành Bồ-Tát đạo, chỉ coi mọi vật, mọi việc diễn ra như nó đang là, không động tâm bởi bất kỳ trường hợp nào, vậy khi một chúng sinh van xin vị đó giúp, chẳng phải vị đó vẫn sẽ thản nhiên như mọi thứ chỉ là ảo ảnh không thật, không ạ? Nếu làm gì vậy thì còn từ bi nữa ạ, xin sư phá chấp giúp con ạ, con xin tri ân sư ạ. Một vị A-la-hán thì vị đấy sẽ có một cái, tức là có một cái tâm là không còn vô minh, không còn tham ái và không còn chấp thủ nữa. Vì vậy cho nên là tất cả những cái hành động của vị ấy làm đều gọi là các cái hành duy tác, tức là những cái hành đấy nó không để lại cái quả thiện hay là bất thiện, tức là nó không để lại cái quả ở tương lai, là cái quả tốt xấu gì ở tương lai hết. Nhưng mà một vị A-la-hán thì có những cái tâm đại bi rất là lớn, cái tâm từ bi hỷ xả của vị đó sẽ rất là mạnh và rất là lớn. Cho nên là một cái vị đó là một vị A-la-hán thì vị đó sẽ làm những cái việc gì tốt nhất để có thể làm lợi lạc cho người khác, chứ không bao giờ có cái chuyện mà một vị A-la-hán thản nhiên trước nỗi khổ đau của chúng sinh. Ví dụ như Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, nhưng mà chỉ có cái điều khác là Đức Phật là bậc A-la-hán đi kèm với chánh đẳng chánh giác, đi kèm với cái trí tuệ toàn giác trí, và vì cái nhân duyên với chúng sinh rất là sâu dày, vì trong bốn a tăng nghìn kiếp 100.000 đại kiếp huân tu các ba la mật đã gieo duyên với chúng sinh vô số, cho nên là một vị Phật chánh đẳng giác có cái nhiệm vụ hoằng pháp độ sinh rất là cao, tế độ chúng sinh vô số vô biên. Còn một vị A-la-hán thường thì vì những cái nhân duyên để tế độ chúng sinh không cao như một vị Phật, nhưng mà không phải là không có, bởi vì trong cái quá trình tu tập đấy vị ấy cũng có cái duyên lành với một số người, với cái số lượng người không đông như một vị Phật thôi, nhưng mà vị đấy cũng tế độ được vô số người. Thì đấy cũng có thể như Đức Ngài Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất thì cũng thay Đức Phật và cũng hoằng pháp nơi sinh rất là nhiều, rất là lớn, tế độ được vô số chúng sinh thoát khổ đau. Và những cái bậc đại A-la-hán cũng vậy, vì các cái vị mà càng có những cái công đức lớn
Càng có những cái thời gian tu cái ba la mật lâu dài thì càng có duyên với nhiều chúng sinh, thì các vị ấy sẽ làm những việc nội sinh rất nhiều. Còn có những vị A-la-hán không có trực tiếp giảng dạy Phật Pháp, nhưng những vị ấy cũng là một cái mảnh ruộng phước điền vô thượng cho chúng sinh. Những ai chỉ cần khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính, lễ bái cúng dường đến những vị A-la-hán đấy, thì các vị ấy cũng được hưởng những cái phước lành rất là cao thượng thù thắng ở cõi nhân gian và thiên giới. Thì đấy là những cái việc làm lợi ích cho chúng sinh. Nhưng tất cả những cái hành động, những cái việc nợ tha của một vị A-la-hán đấy không gọi là Bồ-Tát đạo, không được gọi là hành Bồ-Tát đạo. Hành Bồ-Tát đạo là chỉ có một cái người chưa chứng A-la-hán, chưa chứng một cái đạo quả gì. Vì đấy có cái sự phát nguyện là tu để hành Phật chánh đẳng giác ở trong tương lai. Và khi nào vị ấy được một vị Phật thọ ký cho trở thành một vị Bồ-Tát, rồi trong suốt một cái thời gian 4 a tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp sau, vì ấy sẽ nỗ lực để mà phun bồi các 10 cái ba la mật, thì lúc đấy mới gọi là hành Bồ Tát đạo. Còn nếu như một khi mà một vị đấy chứng được một cái đạo quả gì rồi, thì vị đó không còn không dùng cái từ là hành Bồ Tát đạo với cái vị An Hán đấy nữa, mà mặc dù rằng là một vị An Hán không có thản nhiên không làm việc gì, vị ấy vẫn làm rất nhiều việc, những cái việc đem lại lợi ích cho những người khác thì vị ấy vẫn làm hết khả năng mình. Nhưng tất cả những cái hành động, những cái việc làm đấy đều là những cái việc làm duy tác, là vị đấy không có tham ái, không có chấp thủ vào những cái việc đó, cho nên nó không để lại cái quả báo, không đi tái sinh về một cái cõi nào trong thế gian này, thì nó chỉ có cái sự khác như thế thôi, chứ không phải một vị A-la-hán là một cái người thản nhiên trước nỗi đau của chúng sinh. Mình hiểu như vậy không đúng với quan điểm của một vị A-la-hán hay là Bồ-Tát. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ, con thưa sư, cho con hỏi Phật giáo Nguyên Thủy có tinh thần nhập thế độ sinh không ạ? Phật giáo Nguyên Thủy, cái từ nhập thế độ sinh, cái từ nhập thế độ sinh thì đấy cũng là một cái từ để khuyến khích những cái việc, những cái người khác đi làm những cái việc như là lợi ích cho chúng sinh. Thì cái từ nhập thế, bây giờ mình phân tích từng cái chữ ra, như nhập có nghĩa là vào đời, thế là đời, nhập thế là vào đời độ sinh. Vào đời độ sinh tức là đi vào trong làng, đi vào trong thế gian này để thuyết pháp hay là để tế độ chúng sinh. Thì một cái người mà ôm bát đi vào trong làng khất thực cũng là nhập thế độ sinh. Một cái người đi ôm bát nhá, mình đi vào trong làng để xin ăn ấy, đấy cũng là nhập thế. Thì một vị tỳ kheo này, Đức Phật đã quy định cái vị đấy là phải sống bằng cái hạnh khất thực, bằng cái hạnh xin ăn. Thì cái hạnh đấy cũng là nhập thế này, mình đang gieo duyên với này, tất cả chúng sinh ở thế gian này rồi. Thì trong cái quá trình đó, có thể tùy duyên, tùy cơ, tùy thời để thuyết giảng những cái bài pháp, để khích lệ, để khuyến tấn, để tế độ một cái người mê trở thành người giác ngộ. Tức là có thể khi một cái thí chủ cũng giảng xong, mình tụng một cái bài kinh chúc phúc, hoặc là mình thuyết giảng một cái thời pháp ngắn, cũng có thể giúp cho cái người đấy tăng trưởng cái niềm tin, hoặc là giúp cho cái người đấy phát triển cái chánh kiến. Đôi khi cũng từ những cái hình ảnh của một cái vị sư đang đi khất thực đấy cũng làm cho một cái người phát triển cái lòng tịnh tín, rồi người ta cũng có thể đi xuất gia, người ta nương vào giáo pháp tu tập và đi đến chứng đắc niết bàn. Vậy thì cái mặc dù rằng là Phật giáo Nguyên Thủy không có khởi xướng lên cái từ là nhập thế độ sinh, nhưng mà cái hành động, cái sinh hoạt hàng ngày của tất cả chư tăng thì đều là cái tinh thần nhập thế độ sinh hết. Ngày nào cũng là ngày nhập thế độ sinh hết, ngày nào cũng gieo duyên với chúng sinh hữu tình hết, nhưng bằng cách này hay cách khác mà thôi. Thì cái nhập thế độ sinh không có nghĩa rằng một cái người đấy phải đi vào trong đời làm cái việc như người đời. Tức là nếu như một cái người nghĩ rằng là tôi nhập thế độ sinh là tôi đi vào trong đời, tôi mặc áo bác sĩ, tôi vào bệnh viện, tôi chữa COVID cho những cái người COVID đấy là nhập thế độ sinh. Hay là cái người đấy nhập thế độ sinh, người đấy nói rằng là tôi đi vào tôi thấy người ta đang lao động vất vả quá, tôi vén tay lên, tôi chăn bò cho người ta, tôi cấy ruộng người ta, tôi bế con cho người ta. Thì tôi gọi đấy là nhập thế độ sinh. Thì cái nhập thế đấy là nhập thế bậy bạ.
nhập thế như vậy là bị nhiễm thế tục, và một cái người đã là một cái người tu tập và làm đúng cái phận sự của cái người tu tập đó, nhập thế theo cái tinh thần đó là độ cái người mê trở thành cái người giác, hay là cái người đấy gieo một cái duyên lành để cho người ta hướng về cái con đường này. Vậy thì các vị sư đi đến đâu cũng truyền thọ tam quy ngũ giới cho những cái người người ta thọ chỉ được tam quy ngũ giới, đấy nhập thế độ sinh. Một cái người đấy khiến cho người ta phát tâm cúng dường bố thí, đấy cũng là nhập thế độ sinh, làm người ta tạo cái phước để có nhân thiên. Cái người đấy có thể thuyết giảng một thời pháp để cho người ta bỏ ác làm lành, đó là nhập thế độ sinh. Người đó có thể dạy những cái pháp thiền chỉ quán để cho người ta tu tập đoạn trừ những cái phiền não chứng ngộ niết bàn, đó cũng là nhập thế độ sinh. Thì tất cả những cái hành động, những cái việc làm chân chánh của một vị tỳ kheo đúng theo giáo pháp, đúng theo lời Phật dạy, đúng theo pháp của Phật là nhập thế độ sinh. Còn nếu mà làm ngược lại thì đôi khi lại là mất đi cái hình ảnh cao thượng của giáo pháp. Dạ, con bạch sư, con xin đọc lên hai câu hỏi từ hai hành giả cùng một ý. Hành giả thứ nhất là Kusanya Chitta. Dạ, con bạch sư, có sự khác biệt gì giữa Đức Phật và các bậc A-la-hán? Có sự khác biệt gì giữa bậc Bồ-Tát và A-la-hán? Và vị hành giả thứ hai có hỏi bạch sư, xin sư giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa các thánh quả và hàng thanh văn liên giác Bồ-Tát ạ. Con xin tri ân sư ạ. Câu này mình hỏi riêng là gì? Dễ trả lời hơn, hỏi chung vào nó dài ý quá. Mà tôi sẽ trả lời cái ý thứ nhất của một cái vị nói là sự khác biệt giữa Đức Phật và A-la-hán á. Với cái gì nữa nhỉ? Khác nhau. Dạ, con bạch sư ạ. Xin sư cho giảng cho con biết sự khác nhau và mức độ cao thấp giữa thánh quả và hàng thanh văn viên giác Bồ-Tát ạ. Giữa Đức Phật và bậc A-la-hán có sự khác nhau rất là xa. Vì Đức Phật là một bậc A-la-hán, nhưng ngài bậc A-la-hán với Đức Phật có cái sự tương đồng giống nhau là vô tham, vô sân, vô si, hết tất cả những động hoặc phiền não. Thì ở Đức Phật cũng vô tham, vô sân, vô si, không còn một chút phiền não dư tàn. Ở các bậc A-la-hán thường cũng vô tham, vô si, không còn một chút phiền não dư tàn. Đấy là cái sự giống nhau. Còn cái sự khác nhau là cái trí tuệ có cao, có thấp. Cái trí tuệ giác ngộ có thấp, có cao, chứ không tương đồng. Đức Phật thì có cái trí tuệ cao nhất. Cho nên là Đức Phật là một bậc toàn giác trí, tức là cái trí tuệ đấy là hoàn hảo, toàn diện, không gì không thấy, không gì không biết. Đấy được gọi là toàn giác trí. Còn các bậc A-la-hán thì chia thành 3 mức độ: thượng thủ A-la-hán, đại A-la-hán và thường A-la-hán. Thì có những cái bậc thượng thủ A-la-hán thì là những bậc như thì chỉ có 2 vị trong một giáo pháp của một vị Phật, chỉ có 2 vị là thượng thủ A-la-hán, đệ nhất về trí tuệ và đệ nhất về thần thông. Một bậc có trí tuệ thù thắng nhất nhưng mà cũng không thể bằng Đức Phật được. Đức Phật thì hoàn hảo hết tất cả các mặt. Còn các vị A-la-hán thì hoàn hảo về mặt này nhưng lại không hoàn hảo về mặt khác. Như ngài Xá Lợi Phất thì hoàn hảo về trí tuệ, còn ngài Mục Kiền Liên thì hoàn hảo về thần thông. Thế đấy, còn lại các bậc đại A-la-hán, 80 vị đại đệ tử của Đức Phật, mỗi một vị lại thiên hướng về một cái mặt khác nhau. Ví dụ như ngài A-nan thì là bậc đa văn đệ nhất, còn có ngài Upani thì giới luật đệ nhất, có ngài Kassapa thì là hạnh đầu đà đệ nhất, ngài Phú Nâu Na thuyết pháp đệ nhất, ngài Mahakakana biện luận đệ nhất. Thì mỗi một vị A-la-hán thì có một cái mặt mạnh, mặt yếu khác nhau, không có sự hoàn hảo tuyệt đối được như Đức Phật. Đấy là các bậc đại A-la-hán. Còn những bậc A-la-hán thường khác nữa thì có thể các vị ấy chỉ có tam minh mà thậm chí không có nục tông. Còn các vị đại A-la-hán, thượng thủ A-la-hán thì có tam minh, nục thông và tứ tuệ phân tích. Thì các bậc A-la-hán có cao có thấp như vậy. Cái trí tuệ năng lực về giác ngộ thì không đồng nhau. Còn cái đồng nhau đó là cái sự đoạn tận các phiền não vô tham, vô sân, vô si thì ở Đức Phật và các bậc A-la-hán cao thấp đều giống như nhau hết. Và khi niết bàn thì đều đại bát niết bàn, chấm dứt tái sinh, không còn luân hồi trong tam giới nữa. Thì đấy là cái sự tương đồng và khác biệt giữa Đức Phật và bậc A-la-hán như thế. Còn cái sự cao thấp các cái thánh quả, thanh văn, duyên giác, Phật và Bồ-Tát. Thanh văn ở đây là muốn nói đến các bậc A-la-hán. Thì tất cả
các bậc A-la-hán đều gọi là thanh văn, thanh văn giác. Thì các vị ấy cũng là những người giác ngộ tứ thánh đế, thì đó là các bậc A-la-hán. Thì có các thường các bậc A-la-hán có tam minh là thấp nhất, với các bậc A-la-hán có tam minh lục thông, đấy là mức độ thứ hai. Các bậc A-la-hán có tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích, đấy là mức độ thứ ba. Thế là các bậc A-la-hán có ba mức độ như thế. Còn duyên giác là một vị Phật độc giác. Phật độc giác thì chỉ ra đời ở khi nào mà không còn giáo pháp của Phật Chánh Đẳng Giác nữa. Tức là bây giờ còn giáo pháp Phật Chánh Đẳng Giác thì không có Phật độc giác. Phật độc giác thì giác ngộ chân lý, có cái trí tuệ, cũng giác ngộ cao, rất là cao. Nhưng mà chỉ có điều các vị Phật độc giác ấy không có thuyết giảng được những cái pháp chân đế. Tức là các vị Phật độc giác không có dùng cái ngôn ngữ chế định để thuyết giảng ra những cái pháp chân đế giống như Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật Chánh Đẳng Giác có cái sự thù thắng hơn một Phật độc giác, đó là Ngài có thể dùng những cái ngôn ngữ chế định để thuyết nên những cái pháp chân đế. Tức là Đức Phật độc giác cũng giác ngộ, cũng thấy các pháp chân đế, nhưng không diễn đạt, không diễn tả, không dùng các cái ngôn ngữ chế định để diễn đạt được, cho nên không chỉ dạy được cho người khác thực hành pháp thiền quán. Các vị Phật độc giác không dạy được người khác là thực hành pháp thiền tuệ như thế này, nhưng các vị ấy chỉ có thể truyền được giới hay là thực hành các pháp thiền định cho những người khác thôi. Thế nên một vị Phật độc giác thì có thể truyền lại được giới và truyền dạy cho người khác thực hành về định, đạt được năm tháng trí thì được, chứ không dạy được cho người khác vào được niết bàn, được ngộ được chân lý giống như mình. Đó là cái sự khác biệt của một vị Phật độc giác. Còn một cái vị thanh văn giác cũng giác ngộ được mà lại chỉ dạy cho người khác tu tập được, bởi vì là sau khi giác ngộ rồi các vị ấy vẫn học pháp từ Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Đức Phật Chánh Đẳng Giác chỉ dạy cho đệ tử cái cách như thế này để giác ngộ, nên những vị thanh văn giác cũng học được cái cách đấy từ Đức Phật, và cho nên các vị ấy mới dạy được cho người khác tu tập chứng niết bàn, mà một vị Phật độc giác không dạy được. Đấy là các vị thanh văn giác sở dĩ dạy được cho người khác tu chứng niết bàn là nhờ học pháp của Đức Phật. Vậy mặc dù như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên có tu tập, có giác ngộ, nhưng các ngài vẫn thân cận nơi Đức Phật, vẫn nghe Đức Phật giảng pháp, vẫn học những cái cách giảng dạy của Đức Phật để giảng dạy lại cho đệ tử. Chứ nếu như mà các vị ấy chỉ giác ngộ một cách rất là nhanh chóng, nghe xong bài pháp giác ngộ chân lý mà cho các vị đi dạy pháp ngay, các vị cũng không biết cách dạy, mà vẫn phải học cái cách dạy của Đức Phật rồi mới dạy được cho đệ tử. Đấy là cái bậc khác, bậc thanh văn, các bậc A-la-hán sau này dạy được cho người khác giác ngộ là nhờ có thế. Cho nên không phải là một bậc A-la-hán rồi mà là không học nữa, các bậc vẫn học. Mà dù gọi là một bậc vô học giới, vô học định, vô học tuệ. Tức là các vị ấy hoàn hảo về giới, về định và về tuệ rồi. Nhưng mà các vị ấy muốn dạy pháp cho người khác thì vẫn phải học pháp. Còn Phật Chánh Đẳng Giác thì có cái thù thắng nhất, đó là tự mình tu chứng Niết Bàn, và sau đó có thể dùng được những ngôn ngữ chế định để thuyết giảng được những cái pháp chân đế, nên có thể dẫn dắt cho người khác đi đến Niết Bàn như mình được. Đến cái sự thù thắng nhất mà chỉ có Phật Chánh Đẳng Giác mới có. Phật Độc Giác thì cũng không dạy được người khác vào Niết Bàn. Còn Thanh Văn Giác muốn dạy người khác vào Niết Bàn thì phải học pháp từ Phật Chánh Đẳng Giác. Còn khi mà đã tu chứng các cái đạo quả đấy rồi thì các vị ấy đều vào, khi chấm dứt họ mạng thì đều vào Niết Bàn là như nhau. Các vị đấy đều nhập vô dư Niết Bàn, không còn tái sinh nơi nào trong tam giới nữa. Các vị ấy có một điểm chung giống nhau là đoạn trừ hết phiền não và chấm dứt luân hồi sinh tử. Đấy là cái điểm chung. Còn cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, cái trí giác thì có cao, có thấp, có khác nhau, không có đồng đều với nhau.